Xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây như thường lệ là câu chuyện về chúng tôi và nhà báo Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn. Có lẽ quý vị đã qua 4 kỳ mà anh Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn đã có mặt trên chương trình của chúng ta. Tên tuổi anh đã bắt đầu quý vị quen thuộc cái làn sóng này. Như thường lệ thưa quý vị, nhà báo Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn là một nhà báo kỳ cựu tại Houston, Texas. Và anh đã có nhiều năm phục vụ làm báo chí tại Việt ngữ tại hải ngoại. Trong đó có nhiều tờ báo lớn từ Việt Mercury cho đến những tờ báo từ Nam California, trong đó có tờ báo của chúng ta thì miền Bắc California. Thì Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn không xa lạ gì. Nhưng trong thời kỳ mà hiện đại có Zoom đó, thì từ một người cây bút thường lệ, anh chuyển sang cái nghề tay trái, đến nghề nói chuyện quý vị. Và trong những cuộc nói chuyện quý vị thì ngày càng được cái chỗ đứng của anh trên làn sóng chúng ta được quý vị yêu mến và góp ý khá nhiều cũng như được theo dõi. Thay mặt anh Nguyễn Anh Tuấn, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi, cổ động và ủng hộ của tất cả quý vị. Và xin cảm ơn những đóng góp của anh Tuấn với chương trình của chúng ta. Thì xin mời anh chào sáng hôm nay, thưa anh Nguyễn Anh Tuấn nha. Cảm ơn lời giới thiệu rất là trân trọng của anh Nguyễn Xuân Nam từ thành phố Houston, Texas. Chúng tôi là Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn rất vui mừng trở lại làn sóng này để thưa chuyện cùng với anh Nam và toàn thể quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam Cali Today trong chương trình phân tích thời sự vào ngày thứ Bảy như thường lệ. Một lần nữa cũng rất là coi như là cảm ơn anh đã chân tình giới thiệu rất là ưu ái như vậy. Mặc dù là cá nhân chúng tôi không có cái sở trường về anh nói chữ ống kính, chúng tôi chỉ là một nhà báo viết nhiều hơn, và trong viết thì mình tự tin hơn khi mình liệt kê ra những cái chi tiết rất rõ ràng, rất là cụ thể để mà có thể thuyết phục được cái người đọc, và qua đó người ta nhìn nhận là cái giá trị của cái bài viết của mình. Còn khi lên nói trên ống kính truyền hình thì như anh Nam biết đó, chúng ta có ba cái lĩnh vực trong những ngành truyền thông là làm báo viết, báo nói tức là trên radio, và báo truyền hình tức là TV đó, thì cả ba đều phục vụ truyền thông, nhưng mà cái trên truyền hình là cái khó nhất, tại vì nó bao gồm cả cái viết, anh phải viết thật hay giỏi, anh phải nói có cái giọng tốt, rồi cuối cùng là anh phải có cái cách diễn, anh phải có khuôn mặt ăn khách, vân vân. Chúng tôi chỉ được cái sở trường lần đầu, cái phần đầu là viết thôi, còn nói với lại xuất hiện trên màn hình đó thì không phải là một cái ưu điểm của mình, do đó nó có những cái sự vụng về hay là sự không có hoàn hảo. Và nhưng mà chúng tôi trong cái tinh thần phục vụ khán thính giả, trong cái bối cảnh là chúng tôi tâm niệm là mình mang cái kiến thức của mình để chia sẻ cho những người khác, và chúng tôi mang cái khẩu hiệu đó là knowledge is power, tức là cái kiến thức là cái sức mạnh, là chúng tôi muốn truyền cái kiến thức đó lại cho tất cả những khán thính giả khác không có cái cơ may, không có cái duyên được đọc sách báo nhiều, được hiểu hai cái ngôn ngữ ngoại quốc tiếng Anh, tiếng Pháp vân vân, cho nên họ có thể bị lúng túng. Và cái đó là cái điều thao thức, cái điều ước mơ chúng tôi. Và với cái đà tiến bộ của kỹ thuật, với cái Zoom nó thúc đẩy chúng tôi bắt buộc phải leo theo cái ngành này, và từ đó cũng coi như là cũng do cái cơn đại dịch nó đưa đẩy, cho nên chúng tôi dấn thân vào cái này nhiều hơn là trong lĩnh vực viết, mặc dù nó không phải là cái sở trường chuyên môn của mình. Nam. Yeah, cảm ơn Tuấn. Tôi vì làm báo đó thì Nam làm khoảng 40 năm trong nghề. 40 năm làm nghề báo anh. Do vậy thì chúng tôi cũng trải qua giống Nguyễn Tuấn nói, cũng từ báo giấy, báo viết, báo radio, báo mà Zoom, báo YouTube vân vân. Thì chúng ta mới thấy cái điều này càng ngày nó đòi hỏi cái khả năng để làm báo đó là có nhiều cái năng lực, không những năng lực cái suy tư, năng lực thể hiện cái điều mình suy tư bằng, có thể bằng ngòi bút, và ngòi bút cũng khó lắm anh, cái bút xa gà chết, thấy không? Rồi tới lên chút nữa là nói, cái nói trật thì người ta không thấy mặt. Mà lên trên Zoom á, nói trật á, thì nó vừa sai cái ba thứ, vừa nghĩ sai, vừa nói sai, và mình đã thấy cái sai trên gương mặt luôn. Do vậy cái công việc chúng ta rất là khắc nghiệt. Thì anh Mai Loan, Nguyễn Tuấn vì chúng tôi đã chịu một cái sự mà trải qua rất là khó, vì chúng ta không được đào tạo chính thức để trở thành người làm báo chuyên nghiệp,
Mà cho dù ta được đào tạo chính thức người làm báo chuyên nghiệp thì cái chuyện sai sót trong nghề nghiệp là chuyện bình thường, cũng như lái xe có khi người ta bị tai nạn ngoài ý muốn, nhưng mà sẽ bị cứ đụng, bị đụng xe, bị xe đụng, bị đường trơn, bị whatever lý do. Nhưng cái chuyện đụng xe là đụng xe, chuyện lỗi là của mình. Thì nói như vậy thì không phải đòi hỏi quý vị có một sự mà thông hiểu, thông cảm và chia sẻ được những khó khăn mà anh em đang làm. Nhưng nói như thầy vậy, tôi thấy rằng là chúng ta đứng với nhau bằng tâm tình. Vì tâm tình đó anh nói là muốn chia sẻ chút kiến thức, chút kinh nghiệm, chút tin tức với nhau, thì trong tinh thần đó chúng ta chấp nhận những sự sai sót, những sự khác biệt. Thưa quý vị, có cái điều này nữa nè, làm báo thì chúng tôi có một vừa có một bài nói chuyện với một về một bài phỏng vấn một nhân vật ở Nam California. Sáng giờ chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của bên phe bên bên phe chống, nhưng mà chúng tôi không vui khi có lắm, chỉ có phe bên không, bởi chúng ta không buồn lắm chỉ có phe chống không. Bởi vì âm và dương, sáng và tối, bên và chống là những cái sự thể hiện không thể thiếu được trong đời sống chúng ta. Chúng ta nghĩ cuộc đời mà không có ban đêm mà giữa ban ngày không thì sao? Mà nếu như có ban 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 ngày mà không có ban đêm thì sao? Mà chỉ có nóng mà không có lạnh thì sao? Cho nên chúng ta cần cái vị mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi đó đó. Cái mà cái mặn nhạt chua cay như lẫn ngọt bùi đó nó tạo cho cái đời sống mình đầy hương vị. Cho nên quý vị gặp anh Mai Loan Nguyễn Anh Tuấn, gặp anh Nguyễn Văn Khanh, gặp Đỗ Thông Minh, gặp những bạn bè khắp nơi trên thế giới, thì quý vị mỗi người một phong cách, mỗi người một cách thể hiện, mỗi người một cái nhìn. Quý vị tha hồ hưởng cái vườn cây trái ngọt đa dạng này, tha hồ hưởng cái vườn cây trái ngọt đa dạng này. Thưa quý vị, do vậy chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị và chúng ta chia sẻ với sự diversity, sự phong phú đa dạng của nó. Và cái chuyện mà vấp váp, chuyện sai sót là cái chuyện không tránh được, thưa quý vị, không tránh được. Tất nhiên ta sẽ hạn chế đến mức tối đa những sai sót đó. Phàm mà đã là con người thì ai cũng có sai sót, ít và nhiều, lớn và nhỏ. Do vậy chúng tôi mong sự độ lượng và sẽ thông cảm cùng tất cả quý vị. Rồi hôm nay em biết Nguyễn Anh Tuấn, mời bà con nghe tin tức gì đây anh? Dạ vâng, một lần nữa rất cảm ơn những lời rào trước đón sau rất là đầy đủ của anh Nam để nói về cái công việc của chúng tôi. Nó mang cái áp lực của một thứ gọi là làm dâu trăm họ để mà có thể làm sao mà mình có thể chiều lòng hết tất cả các quý khán thính giả. Trong chương trình hôm nay đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến ba cái chủ đề chính. Thứ nhất là về cái mặt trên trường quốc tế, chúng ta phân tích về cái ý nghĩa của chuyến công du của Tổng thống Joe Biden kéo dài trong 4 ngày đi sang vùng Trung Đông, đặc biệt là cái chuyến mà gọi là gặp gỡ với bố con ông hoàng của nước Vương quốc Saudi Arabia. Rồi sau đó cái đề tài thời sự tại chiến trường nước Mỹ cũng quan trọng là cái sự kiện mà thống đốc Gavin Newsom của California vừa mới ký ban hành một cái đạo luật mới cho phép những người nạn nhân của cái tình trạng mà bạo loạn vì súng đạn đó có thể kiện các công ty sản xuất vũ khí súng ống để mà đòi bồi thường thiệt hại. Đây là một trong những nỗ lực đáng chú ý nhất và có thể là đáng có hiệu quả nhất cho cái việc mà giảm bớt cái cường độ gia tăng về bạo loạn, bạo động vì súng đạn. Và sau cùng là phân tích về những cái ý nghĩa của những cái phiên điều trần của Ủy ban chọn lọc Hạ viện điều tra vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng với cái phiên điều trần trong tuần vừa qua là phiên điều trần thứ 7 với sự xuất hiện của hai một vị nữ lưu gốc Việt, đó là bà dân biểu liên bang Stephanie Murphy, tức là Đặng Thị Ngọc Dung cùng với ông Jamie Raskin trong cương vị như là hai cái người điều hành chính cái cuộc điều trần vừa qua. Và cái phiên điều trần sắp đến nó cũng hứa hẹn là đưa ra những chi tiết chấn động, gọi là từ ngữ tiếng Mỹ gọi là bombshell. Và đó là lý do mà chúng ta chú ý và sẽ theo dõi để mà biết được những cái thông tin mới nhất.
Nhưng mà trước khi đi vào chính cái phần thảo luận ngày hôm nay đó, cho phép chúng tôi tóm lược một lần nữa một cái chuyện không mới lạ gì, có lẽ nhiều người cũng đã nói rồi, biết rồi, nói mãi nhàm chán vân vân, nhưng mà chúng tôi vẫn phải nói trong cương vị của người làm truyền thông, đó là cập nhật cái tình hình COVID-19 liên quan đến cái hậu quả là cái tỷ lệ lây nhiễm nó gia tăng rất là đáng ngại. Đồng thời lúc đó đó, ngay tại cái vùng của anh Nam là vùng Bắc California, thì cái cơ quan BART, tức là cái hệ thống di chuyển công cộng trên những cái toa xe lửa dưới hầm dưới lòng biển đó, để đi sang những cái vùng từ Oakland sang San Francisco vân vân, thì họ quyết định theo dự trù thì ngày 18 tháng 7, tức là tuần sau, là họ sẽ tháo khoán cái quyết định bắt mọi người phải đeo mặt nạ. Tuy nhiên các chuyên gia y tế công cộng họ nói rằng là điều này đó nó hơi nghịch lý, tại vì hiện nay cái tỷ lệ gia tăng lây nhiễm nó tăng cao, nhiều cơ quan tại khác đó họ đang nghĩ đến cái điều là nếu như cái tình hình tăng cao này nó kéo dài trong vòng 2 tuần nữa, có lẽ họ phải đi đến cái biện pháp là gia tăng cái việc mà bắt mọi người phải đeo mặt nạ trở lại, cho nên cái việc mà rút lại, thu hồi lại cái quyết định bắt mọi hành khách trên các chuyến xe lửa dưới lòng biển đó, của hệ thống BART mà coi như là không bắt nữa, nếu mà đem ra áp dụng vào ngày 18 tháng 7, tức là tuần sau, biết đâu chừng nó chỉ kéo dài vài ngày rồi sau đó là đưa ra lại bắt mọi người phải đeo lại, thì nó đâm ra nó có vẻ như là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nó cho thấy là chính quyền không có một cái chính sách nhất quán nào hết, và nhiều người lại than phiền, lại chê trách rằng là chính phủ làm việc không có hiệu quả vân vân. Đúng như vậy, là tại vì cái tình hình hiện nay ở dưới Los Angeles County, trong chương trình tuần trước đó thì chúng tôi nói rồi, do cái biến thể mới của Omicron, nó là BA.5, tức là BA.5 đó, nó lan truyền rất nhanh, nó nhanh hơn cả cái Omicron đầu tiên nữa, mặc dù rằng nó không có độc hại bằng cái biến thể Delta, nhưng mà cái tỷ lệ lây nhiễm nhiều quá, thành ra nó có thể nó sẽ là cái nơi mà cho cái con siêu vi khuẩn này nó sinh sôi nảy nở, nó tiếp tục lây sang những người khác. Mà hiện nay trên nước Mỹ cũng có khoảng một cái cộng đồng khoảng độ ít nhất là 20 mấy 30 triệu người chưa hề chích ngừa trong suốt hơn 2 năm qua, và trong đó có rất nhiều hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi chưa có được chích ngừa. Đồng ý rằng là cho đến nay chúng ta không hiểu tại sao COVID-19 nó không có tác hại nặng với trẻ em, nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó không có hại. Có rất nhiều trẻ em đã bị bệnh nặng đưa vào phòng cấp cứu ICU, cũng có nhiều trẻ em đã chết vì COVID-19. Cho nên tuy là cái con số các trẻ em chết chết nó chỉ khoảng vài trăm hay vài ngàn người, nhưng mà chúng ta không có thể coi thường nữa, tại vì chỉ cần một mạng người chết thôi là một cái sự mất mát rất to lớn. Cho nên tất cả những người nào, nhất là những người làm trong ngành truyền thông mà xem nhẹ cái chết á, thì chúng tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ, giả sử như là cái con số người rất ít đi, một hai người chết trong một cái cộng đồng cả ngàn người chết, nếu như cái người đó là thân nhân quý vị, người đó là con quý vị, người đó là vợ quý vị, em quý vị, bố mẹ quý vị sẽ thấy cái đó con số nó vô nghĩa, không cần biết là con số lớn hay nhỏ. Tất cả cái chết nào một cách nghĩa là oan uổng vì cái COVID-19 đó, vì người ta lơ là không có chịu chích ngừa, người ta lơ là không có đeo mặt nạ, đều là những cái chết rất là đau đớn. Cho nên một lần nữa chúng tôi nhắc lại cái lời khuyên là chúng ta nếu cố gắng được tuân theo các khuyến cáo hiện nay của các chuyên gia y tế công cộng là hãy nên tiếp tục đeo mặt nạ, nhất là những nơi đông người là một, những nơi ở trong nhà, trong indoor, những nơi mà mình không có biết được những cái thành phần mà mình tiếp xúc đó có đã được chích ngừa đầy đủ hay chưa, có bị lây nhiễm hay không, và vẫn nên tuân thủ theo những biện pháp như là giữ khoảng cách xa 2 feet nếu có thể được, siêng năng rửa tay để mà tránh lây nhiễm cho mình, và siêng năng đi xét nghiệm nếu như mình bị lây nhiễm thì đừng có tiếp xúc những nơi đông người như vậy. Đó là một số những cái thông tin cập nhật liên quan đến COVID-19 và tác động trực tiếp đến vùng Nam Cali và Bắc Cali hiện nay. Dĩ nhiên tình hình tại những nơi khác trên nước Mỹ nó cũng gần giống như vậy, nhưng mà đối với lại đa số khán thính giả của chương trình truyền hình Cali ở vùng Bắc Cali, đây là những thông tin mà tương đối đáng chú ý nhất.
Xin trở lại với anh Nam. Cảm ơn anh về những cái cập nhật tin tức về tình hình bệnh tật ở tại California để bà con có thể theo dõi được tình hình dịch bệnh như thế nào. Nói tóm tắt lại là sự đe dọa vẫn còn đó, thưa quý vị. Cẩn tắc vụ ấy này. Chúng ta vẫn muốn thính giả của anh Mai Loan Nguyễn Tuấn và thính giả Cali Today luôn được khỏe mạnh. Và chúng ta hàng tuần đón nghe anh và hàng ngày nghe những anh em khác, thưa quý vị. Không ai muốn quý vị bệnh cảm, cho nên những cái nhắc nhở này rất cần thiết. Thường thường khi mà thấy nó dịu xuống á, thì bà con đi quá đà. Nhưng khi quá đà thì trở lại. Cho chúng ta cẩn cẩn trọng chút xíu, thưa quý vị. Trở lại tin tức chính mà anh vừa nói trong này, anh sẽ đề cập tin tức nào trước thưa em? Chúng ta bắt đầu phân tích về cái chuyến công du ra hải ngoại của Tổng thống Biden sang vùng các nước vùng Trung Đông, tức là có nước Do Thái, nước Vương quốc Saudi Arabia và khoảng độ chừng 7 quốc gia khác và vị tiểu quốc khác. Nó nằm trong một cái gọi là cái hội đồng hợp tác ở vùng vịnh Ba Tư đó. Người ta chú ý nhiều là tại vì tất cả mọi người đều hiểu rõ là chính quyền của ông Biden coi như là không có thuận thảo với chính quyền của Vương quốc Saudi Arabia, đặc biệt là cái người gọi là thái tử của quốc gia này, ông Bin Salman, Mohammed Bin Salman đó, là một người có thể là có nhiều cái tham vọng rất là tốt đẹp cải tổ vương quốc này, nhưng mà ông là có một, là một là lãnh tụ độc tài, có cái thành tích nghĩa là sẵn sàng tiêu diệt đối thủ, đặc biệt là cái sự kiện mà ông đã ra lệnh cho đàn em giết chết một cái nhà báo gốc Saudi là Jamal Khashoggi vào năm 2018 và bị lên án khắp nơi. Ngay cả cái giới chức tình báo Hoa Kỳ đã đi đến một cái kết luận rằng là ông ta đích thực là người chịu trách nhiệm trong cái việc ra lệnh tàn sát như vậy. Và chính quyền thời ông Trump thì coi như là làm lơ về cái chuyện đó vì những cái thỏa hiệp làm ăn như thế nào, đặc biệt là với cái cậu con rể Jared Kushner đó, là coi như là bắt tay sau hậu trường để mà có thể làm ăn có lợi cho cha con nhà Bush hay là cha con nhà ông Trump hay là cha con của cậu Kushner này, bỏ mặc những cái quyền lợi lâu dài về chiến lược cho coi như gây thiệt hại cho quyền lợi Hoa Kỳ nhưng mà có lợi cho gia đình của Trump và Kushner. Tuy nhiên, chính quyền của ông Biden thì có cái thái độ quyết liệt và chống đối, tức là đưa ra cái bản tin của cái giới tình báo Hoa Kỳ xác nhận là cái chết của ông Khashoggi, nhà báo Khashoggi đó là do cái lệnh của cái ông thái tử Mohammed bin Salman này. Rồi sau đó chính quyền ông Joe Biden nó cũng đưa ra những cái biện pháp cấm vận và coi như là ngăn cản không cấp chiếu khán visa nhập cảnh đối với những viên chức cao cấp của Saudi Arabia, rồi cũng loan luôn coi như là giải mã những cái thông tin giữ bí mật liên quan đến cái cuộc điều tra biến cố 911 năm xưa, trong đó đó là có cái sự mà dính líu của các viên chức trong chính quyền Vương quốc Saudi Arabia với những cái tên khủng bố mà tấn công 911. Rồi chính quyền của ông Biden cũng coi như là không có còn cáo buộc là cái nhóm phiến quân Houthi bên nước Yemen, ở bên Yemen xin lỗi, là thành phần khủng bố nữa, coi như là đi ngược lại với cái quyền lợi của Saudi Arabia, muốn coi cái thành phần đó là thành phần khủng bố. Và cuối cùng là chính quyền của ông Biden coi như là ngưng lại việc mà bán những cái vũ khí tấn công cho Saudi Arabia. Và ông chính ông Biden cũng tự nói rằng là ông ta không có muốn đối thoại trực tiếp với cái vị thái tử này, coi ông ta như là một cái kẻ paria, một cái kẻ nghĩa là bị xa lánh trên cộng đồng thế giới. Tuy nhiên sau này đó thì các viên chức cao cấp trong chính quyền của ông Biden đã tranh luận với nhau và họ đã thuyết phục ông Biden là hãy thay đổi cái nhìn này trong cái hoàn cảnh hiện nay.
Cho nên chúng ta tạm gác sang một bên những cái mâu thuẫn có tính cách riêng rẽ như vậy để nhìn đến cái quyền lợi chung. Hiện nay là tại vì Hoa Kỳ phải đối phó với hai cái kẻ thù nguy hiểm hơn là nước Nga cũng như là nước Trung Cộng. Và cái tình hình thế giới hiện nay đó nó cũng rất là căng thẳng, với cái giá dầu thô nó tăng cao trên thị trường thế giới, nó dẫn đến cái vấn đề mà gọi là lạm phát vân vân, rồi cộng thêm những cái khó khăn trong cái việc mà đàm phán với lại nước Iran, tức là nước Ba Tư, về những cái việc mà thỏa ước ngăn chặn Iran đeo đuổi theo cái việc mà phát triển hạch tâm, nó đang gặp khó khăn. Cho nên các cố vấn của ông Biden đã khuyên ông là hãy nên tạm gác cái sự bực mình với Saudi Arabia để mà đi lại, nói chuyện lại vì cái quyền lợi lâu dài của nước Mỹ, cũng như là quyền lợi lâu dài tốt đẹp cho thế giới. Thành ra có rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích ông Biden là tại sao lại có thể thay đổi lập trường như vậy chỉ vì là muốn yêu cầu Saudi Arabia coi như là gia tăng cái đợt mà xuất cảng dầu thô để mà giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới hay không, mà bỏ qua những giá trị mà tranh đấu cho nhân quyền như là ông Biden và các chính khách phe dân chủ thường hay hô hào. Cái điều đó trong một chừng mực nào đó nó cũng có cái lý của nó, cái đúng của nó. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng là khi mình dấn thân vào chính trường, mình ra mình điều hành một đất nước, mình phải nghĩ đến cái quyền lợi của toàn thể dân chúng trong đất nước đó, cũng như là cái quyền lợi lâu dài. Và trong một số những trường hợp đó, đôi khi chúng ta cũng phải nghĩa là nén lòng để mà coi như dẹp sang những cái bực mình cá nhân để mà đi đến cái công việc, coi như mình thay đổi cái lập trường của mình trước đây đó, để mình làm một cái đeo đuổi một công việc mới mà nó đem lại cho cái quyền lợi lâu dài. Cho nên ông Biden đó, ông đã đưa cái ý nghĩa của cuộc chuyến đi, chuyến công du của ông này đó là trong cái việc mà đang mưu cầu một cái sự an ninh trong cái vùng Trung Đông này là một, và thứ hai đó là gia tăng cái mức độ cái sức mạnh của Hoa Kỳ trong cái thế cạnh tranh hiện nay, đặc biệt là với Trung Cộng càng ngày càng muốn ngoi lên để mà có thể sánh ngang bằng với lại Hoa Kỳ, và đồng thời Hoa Kỳ cũng phải đối phó với cái tham vọng của nước Nga hiện nay, coi như là đang làm qua cái cuộc mà tấn công Ukraine đó, thì nó có cái cơ nguy nó làm bất ổn cho cái thị trường tại Âu Châu. Cho nên chúng ta thấy cái nỗ lực của Tổng thống Biden trong những cái cuộc họp thượng đỉnh với cái khối G7, tức là 7 nước giàu mạnh nhất thế giới, cái khối NATO, tức là cái liên minh phòng vệ Bắc Đại Tây Dương để mà đối phó với Nga. Đồng thời Hoa Kỳ và Liên Âu đó cũng cần chú ý đến cái vai trò của anh Trung Cộng là cái kẻ đứng ở giữa, muốn làm cái vai trò gọi là ngư ông đắc lợi. Cho nên cũng chúng ta thấy cái khó khăn của ông Tổng thống Biden và Hoa Kỳ đó là phải đối phó với hai kẻ thù đáng ngại là Trung Cộng và Nga. Trong khi đó, thì những cái cường quốc khác đã đứng bên lề đó cũng không hẳn lúc nào sẵn sàng đứng sau lưng Hoa Kỳ, bởi vì họ cũng có cái quyền lợi riêng của họ. Điển hình là trường hợp của nước Ấn Độ, là một cái cường quốc đông dân đến 1.4 tỷ dân, họ cũng nghĩ đến cái quyền lợi riêng của họ. Rồi đến Saudi Arabia, mặc dù là họ có lợi và họ đã đồng minh với Hoa Kỳ trong suốt, nghĩa là hơn nửa thế kỷ qua, có thể nói là kể từ ngày thành lập cái vương quốc Saudi Arabia, nhưng mà Saudi Arabia giờ đây đó họ đã có cái kho dự trữ dầu hỏa của nó, trở thành là một cường quốc, cho nên họ cũng nghĩ đến cái quyền lợi của họ. Và họ sẵn sàng bắt tay với Nga hay là bắt tay với Trung Cộng nếu như có những cái điều kiện nào đó thuận lợi cho họ, chứ không có dễ dàng bị bắt bí bởi Hoa Kỳ nữa. Cho nên đứng trước cái thực tế như vậy đó, ông Biden cũng đã nhìn thấy rõ ràng là đây là cái vai trò Hoa Kỳ phải nhìn nhận sự thật. Mình phải thấy rằng là mình không thể dùng cái sức mạnh, cái uy tín của mình
để mà có thể bắt các nước khác phải đứng trong liên minh mình, và nếu cần dùng cái giải pháp ngoại giao, nếu cần phải tương nhượng, phải thỏa hiệp đó, thì mình cứ tiếp tục làm. Cho nên cái bước đầu tiên là ông đến đó, ông tham dự vào một cái cuộc họp thượng đỉnh, nói thẳng với lại các lãnh tụ của những nước đó rằng là cái nỗ lực của mình như thế này, và để xem coi là trong cái cuộc bàn thảo đó nó cần có những cái điểm thỏa thuận như thế nào thì chúng ta sẽ cứu xét. Cho nên có lẽ chúng ta phải chờ một thời gian ngắn, sau đó đó chúng ta sẽ biết được là cái chuyến đi này đó nó có đạt được những cái thành quả cụ thể nào hay không. Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa đó thì người ta nhìn nhận rằng là cái bước đầu tiên của ông Biden chịu đi công du như vậy đó, mặc dù rằng là nó trái với cái lương tâm của ông, nó bị nhiều người chỉ trích đó, nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng là đây là một cái quyết định hết sức là can đảm, chỉ vì ông nghĩ đến cái quyền lợi lâu dài của nước Mỹ. Xin trở lại với anh Nam ạ. Cái chuyện này thì nó rất là rắc rối. Thì thực sự cái chuyện này nó xảy ra từ thời kỳ ông Trump mà. Nhưng mà bây giờ ông Biden đó, là ông gánh. Thực sự cái chuyện này xảy ra chuyện mà giết một nhà báo ở tại mà Thổ Nhĩ Kỳ đó, nó xảy ra từ thời ông tổng thống trước. Nhưng mà ông Trump không làm gì hết. Thì nó, đến bây giờ thì ông Biden mới là người nhảy vô giải quyết vấn đề này. Thì cái câu chuyện được báo chí của tờ CNN sáng nay tôi coi vào lúc khoảng 8 giờ sáng giờ California, trên trang một của tờ Breaking News của CNN đó, nó cho rằng cuộc mà gặp gỡ của ông Biden và ông hoàng tử Ả Rập Xê Út đã diễn ra rất là gay cấn. Vừa bắt đầu là ông Biden nói vấn đề này này. Ông nói quan điểm của ông ngay về vấn đề vụ giết một ký giả tại tòa đại sứ của Ả Rập Xê Út tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông nói ngay lập tức. Và ông hoàng tử Ả Rập cũng không kém, ông attack lại liền. Nhưng mà với tư cách là người nhà báo Việt Nam tại Mỹ, đọc cái bên tấn công Biden và đọc cái bên phản công của ông hoàng tử Ả Rập thì có thể nói là tôi cho rằng hoàng tử Ả Rập lạc đề. Bởi vì sao? Phía ông Biden đó, ông không nói không được. Biden có cái dũng cảm thế này nè. Mặc dù nước Mỹ rất là chống chuyến đi Ả Rập Xê Út là thỏa hiệp với cái ác, thỏa hiệp với kẻ giết người. Nhưng mà ông Biden vì quyền lợi của dân tộc, nãy Mai Lo Nguyễn Tuấn vừa nói, vì quyền lợi dân tộc, ông ta phải ra đi. Trong đó có nhiều vấn đề an ninh của thế giới, vấn đề xăng dầu cho người Mỹ và thế giới, nhiều vấn đề không phải chỉ một vấn đề. Nhưng mà ông không đi, ông vẫn quyết liệt đi dù chấp nhận cái sự mà tấn công của dư luận, phản đối dư luận, ông ta vẫn đi. Bây giờ ông tới nơi, ông carry, ông mang cái lo lắng của công chúng vào trong cuộc họp luôn. Mặc dù ông Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út tiếp đại rất là trân trọng. Đầu tiên là cái việc đầu tiên ông compliance là theo đúng cái luật lệ là không bắt tay như bình thường, không hớt, không ôm chầm, không hớt, mà hai cái bàn tay, hai cái nắm tay á, chạm vào nhau thì điều cho thấy rằng ông rất là protocol, giữ nghi thức ngoại giao nhưng đồng thời giữ luôn cái vấn đề mà lan truyền dịch bệnh. Thì ngay cái lúc mà ban đầu tiên ta xem thước phim truyền hình, tôi thấy ông Biden rất là thận trọng vấn đề này. Và trong cuộc họp á, thì theo một ký giả của CNN theo dõi cuộc họp á, thì họ quan sát thấy điều gì? Mới vô, ông Biden nhắc chuyện này đi. Cuộc họp vừa bắt đầu, cuộc gặp gỡ vừa bắt đầu, ông nhắc vấn đề này này. Ông thất vọng về cái chuyện mà giết một ký giả ở tại tòa đại sứ của Ả Rập Xê Út tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ông Hoàng Thái tử chạy tội, ông không có liên quan vấn đề đó, mà ông đã trừng phạt những cái người mà làm sai. Ông thừa nhận sự việc xảy ra trong tòa đại sứ, nhưng không cho rằng ông không có chủ trương, không có chỉ đạo, không có ra lệnh, mà đó là cái sai cấp dưới và những người bị sai ông đã trừng phạt. Và đồng thời ông thả bom nền nước Mỹ. Ông nói Mỹ cũng vậy, trong vụ tấn công Iraq trước đây đó thì Mỹ cũng có cái nhà tù nhỏ được bắt
người Iraq vào, rồi lại hãm hiếp những người tù nhân Iraq. Ông cho rằng cũng có những việc đó, hay là giết ký giả của Trung Đông trong cuộc tấn công của Israel, thì như vậy. Nhưng mà ông Hoàng Thái Tử lạc đề, bởi lạc đề thế nào? Tất cả đó là lỗi của những người lính, lỗi của nhân viên của nước Mỹ, không dính dáng gì lỗi của ông Tổng thống Mỹ. Một cái người dân Mỹ làm bậy, không nghĩ là Tổng thống Mỹ làm bậy. Còn cái việc giết một ký giả đó là theo chỉ thị, theo CIA điều tra, đó là chỉ thị của tòa văn phòng của Hoàng Cung, văn phòng của Tổng thống, văn phòng của ông thủ lĩnh của Ả Rập Xê Út, thì cho thấy rằng cái đó là sự khác biệt. Cho nên mặc dù họ muốn chống đỡ, muốn gỡ gạt cho cái lỗi lầm của họ, nhưng cái đó nó bị lạc đề. Cái lạc đề một bên là do chính lãnh đạo nhà nước chủ trương, còn bên kia là sự lỗi lầm của người dân. Nước Mỹ trên 300 triệu dân, một vụ đụng xe không có ghi là ông Tổng thống chịu trách nhiệm. Nhưng mà để ông Tổng thống, người lãnh đạo của Ả Rập Xê Út ra lệnh giết người, ông phải chịu trách nhiệm trực tiếp chứ. Do vậy cái cách chống đỡ nó, tôi cho thấy là không 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 mấy mà đúng. Nhưng mà chúng tôi cũng có công nhận là ông Biden, ông chấp nhận gần đây, trong một vài tháng gần đây điểm tín nhiệm Biden xuống. Trong vài tháng gần đây Biden tấn công nhiều. Nhưng trong lúc này tôi đã đứng nghiêng về phía Biden hơn. Lý do là sao? Một người tổng thống bản lĩnh của ông ta là vì quốc gia, vì dân tộc, vì đại cuộc mà làm, không sợ ba luồng dư luận mà thậm chí chịu trách nhiệm. Ví dụ như chuyến đi Ả Rập Xê Út là cần, cứ đi Trung Đông là cần. Trong bài tường niệm CNN nói câu mà tôi đọc tôi hơi xúc động. Ông Biden không muốn về Mỹ nếu giá dầu của Mỹ vẫn còn cao như hiện nay. Tôi đọc trong đó tôi thấy cái thổn thức của một người lãnh đạo. Nước Mỹ đang bị cơn sốt về lạm phát, đời sống người dân rất là khó khăn, thực phẩm, xe cộ, đi lại, ăn uống đều tất cả đều cao giá. Nhưng ông Biden ông chia sẻ được nỗi đau người dân đó, và dù đi chuyến đi của Ả Rập Xê Út có thể bị phê phán, có thể bị chỉ trích, nhưng mà vì cái đời sống người dân Mỹ mà tôi làm, kể cả bị chỉ trích. Và cái câu cuối cùng tôi đọc trên CNN nói câu ông không muốn về Mỹ nếu giá xăng còn cao như thế này. Chúng ta thấy ông mang đi ra đi với cả một ưu tư về đời sống người dân Mỹ. Có ai làm tổng thống muốn có cái tâm tình đó không? Thì chỉ một câu nói rất là bình thường đó, nhưng mà ông đã chiếm tròn trái tim của tôi. Và tôi nghĩ rằng đó là một tổng thống do dân, vì dân và bởi dân, thưa quý vị. Mặc dù điểm tín nhiệm của ông ta hiện nay trước sự phản ứng người dân, điểm tín nhiệm về vấn đề giá xăng dầu, cho nên điểm tín nhiệm ông ta rất là thấp. Nhưng cái thấp là tạm thời anh, cái thấp là tạm thời, mai mốt nó sẽ lên lại. Nhưng cái tấm lòng của ông ta đối với dân, đối với nước rất là kinh khủng. Trở lại với anh Mai Loan, Nguyễn Tuấn. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã bổ túc cái chi tiết như vậy. Những người nào mà không có hiểu biết thời sự kỹ lưỡng đó, đôi khi họ hay đưa ra một cái phán đoán, một cái kết luận nó hơi vội vã để nói rằng là chỉ vì cái giá xăng nó đang lên hiện nay, thị trường dầu thô nó bị không có cân bằng ở cái mức cung cầu, cho nên ông Biden sẵn sàng, nghĩa là bay sang Saudi Arabia để mà van xin lạy lục ông thái tử này hãy coi như là tháo khoán cái đợt mà sản xuất. Thật sự ra đó nó không có đơn giản như vậy, và nói thẳng ngay đó thì Hoa Kỳ họ cũng biết rằng là phía Saudi Arabia họ cũng sẽ không có gia tăng cái đợt tăng dầu gì hết. Lý do đơn giản là nó có nhiều cái quyền lợi chiến lược trong lâu dài hơn nữa. Thứ nhất đó là họ tiên đoán rằng là cái mức tiêu thụ dầu thô trong những ngày tháng tới đó nó sẽ không có còn cao như hiện nay nữa, tại vì cái mức giá đó nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Khi người ta thấy gia tăng quá thì tất cả những cái công ty sản xuất đó họ cũng sẽ không có tiêu thụ nhiều, cho nên Saudi Arabia cũng như những nước sản xuất khác họ sẽ không có gia tăng ồ ạt để rồi rơi lên cái tình trạng tụt giá. Họ có những cái quyền lợi cá nhân, chúng ta phải hiểu được cái chuyện đó.
Và cũng không ai ngăn cản là Saudi Arabia đó, họ vẫn tiếp tục coi như là giữ cái mối giao hảo tốt đẹp với bên Nga. Chắc chắn là họ không có loại nước Nga ra khỏi cái khối OPEC, và chắc chắn là Saudi Arabia họ vẫn ngồi lắng nghe những cái lời mời mọc của Trung Cộng và nhà cầm quyền Bắc Kinh để có thể đưa ra những cái mối làm ăn nào đó. Cái đó nước nào cũng làm vậy hết. Chúng ta thấy Ấn Độ họ cũng đã chấp nhận như vậy, họ biết, họ đồng ý với việc Hoa Kỳ chống lại cái biện pháp mà Nga tấn công Ukraine, nhưng mà họ không thể nào mà lạnh nhạt để mà đuổi nước Nga đi, bởi vì họ có những cái quyền lợi của họ. Trường hợp y hệt như vậy với lại bên Trung Cộng. Tuy nhiên cái thế chiến lược của Saudi Arabia hiện nay đó, nó khiến cho Hoa Kỳ cần phải giữ cái mối giao hảo với Saudi Arabia để họ khỏi có ngã nghiêng nghiêng mạnh về phía Nga và phía Trung Cộng. Nhất là cái việc mà Hoa Kỳ muốn cho Saudi Arabia mở cái quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn với bên Do Thái, được coi như là đồng minh đắc lực của Hoa Kỳ trong lâu dài. Rồi ngay cả cái chàng thái tử Mohammed bin Salman này đó, tuy là có cái thành tích cá nhân độc tài, tàn ác vân vân, nhưng mà cái chính sách của anh ta đưa ra đó, nó cho thấy là nó cũng có cái phần nào, có những cái điểm nào đáng khen, tức là dùng cái khả năng của những chuyên gia để mà đẩy mạnh phát triển cái vương quốc này đó, nó không có còn lệ thuộc vào dầu hỏa nữa, sẽ đi vô những ngành phát triển khác, và như vậy nó sẽ mở ra một cái thị trường mới cho cộng đồng thế giới có thể mà gia nhập vào, chứ không phải chỉ có lệ thuộc vào cái kho dầu hỏa của mình. Rồi chính quyền của cái thái tử Mohammed bin Salman này cũng đưa ra những cái biện pháp cải tổ về mặt kinh tế, qua đó có cái việc nâng cao cái vai trò của phụ nữ trong xã hội. Đây cũng là một điểm đáng khen. Chúng ta biết đa số các nước Hồi giáo đó đều siết chặt cái quyền tự do của phụ nữ, cho nên bất cứ cái biện pháp, bất cứ chính sách nào mà mang cái tính chất giải phóng phụ nữ là cái điều đáng khen. Rồi chính quyền của ông thái tử Mohammed bin Salman này nó cũng làm giảm cái vai trò của những cái lãnh tụ gọi là thần quyền Hồi giáo đó, áp dụng mấy cái đạo luật về Hồi giáo nó khắt khe như vậy, vô tình nó sẽ biến cho cái đất nước này nó đi theo cái con đường cởi mở hơn một chút xíu, độ lượng hơn một chút xíu, và có thể gây cái sự tin tưởng của cộng đồng thế giới đầu tư vào quốc gia này. Đó là những cái biện pháp, đó là những cái chính sách nó mang cái tính chất mà có thay đổi, và ở cái điểm đó đó thì Hoa Kỳ có thể bắt tay liên lạc được trong cái tinh thần thực tế. Và dĩ nhiên như tôi nói từ đầu, nó có một số những cá nhân, một số những tổ chức đó, họ sẽ bất mãn với cái việc tại sao ông Joe Biden, chính quyền Joe Biden bỏ qua cái hành động mà ám sát ông, giết chết ông Khashoggi để mà đi bắt tay như vậy. Thì chúng ta có thể nói tóm gọn một cách ngắn gọn như vậy nè, là đôi khi đứng về mặt chính trường thế giới, đứng về mặt quyền lợi quốc gia, đôi khi chúng ta phải dẹp bớt, dẹp sang một bên cái thiệt hại cho một cá nhân để mà chúng ta nghĩ đến cái phúc lợi cho cả triệu người dân. Cho nên đã đành rằng là khi mà đi sang Saudi Arabia gặp gỡ như vậy đó, là coi như chính quyền Biden tạm gác sang một bên cái nỗi oan của cái ông nhà báo Khashoggi. Nhưng mà nếu như họ đạt được cái thỏa thuận nào đó mà để cho Saudi Arabia bắt tay chặt chẽ với Hoa Kỳ hơn là dấn thân kết bạn với nước Nga và nước Trung Cộng đó, nó kéo dài cái tình trạng căng thẳng, nó kéo lại cái tình trạng bất hạnh trong lâu dài hơn, thì cái đó là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta thấy ngoài những cái cởi mở như chúng tôi vừa mới nói hồi nãy đó, thì chính quyền của Vương quốc Saudi Arabia đó, họ cũng tháo khoán tất cả những cái biện pháp cấm vận nước đồng minh, nước liên bang là nước Qatar. Là cái nước này đó là nơi mà Hoa Kỳ đặt một cái căn cứ quân sự lớn nhất ở vùng Trung Đông, rồi cũng bắt tay để mà phục hồi lại cái sự liên kết giữa những nước trong cái gọi là liên minh các nước hợp tác ở vùng vịnh Ba Tư, những nước nhỏ trong vùng đó, các tiểu vương quốc Ả Rập, nước Jordan, nước Ai Cập, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó giúp tạo nên
một cái tình trạng tương đối là ổn định tại vùng Trung Đông để mà có thể đối phó với một quốc gia Hồi giáo nguy hiểm, có cái tham vọng về hạch tâm nguy hiểm đó là nước Iran. Cho nên đã đành rằng là hiện nay những cái nỗ lực như vậy của chính quyền Saudi Arabia nó cũng chưa có hoàn toàn tốt đẹp, nhưng mà chúng ta phải nhìn trong cái vấn đề thực tế đó là đôi khi chúng ta không có thể nào đòi hỏi những nước khác phải có cái thành tích tốt đẹp như mình để mà có thể cùng hợp tác chung, nhưng mà trong một chừng mực nào đó nó có những cái điểm lợi nhiều hơn thì chúng ta vẫn phải bắt tay làm việc. Tôi lấy cái thí dụ chẳng hạn như là ai cũng biết chính quyền Trung Cộng đó nó có một cái thành tích đàn áp nhân quyền rất là tồi tệ, nó đày cả triệu người dân ở cái vùng Nội Mông, vùng Uyghur vân vân. Rồi chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta không bắt tay làm ăn với Trung Cộng? Cho nên từ xưa rồi không phải là Hoa Kỳ, kể cả các tổng thống đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, kể cả các vị nguyên thủ quốc gia của mấy chục nước tại Âu Châu hay là cái nước bên Nhật hay nước Đại Hàn, họ cũng là những cái nước đeo đuổi cái chính sách tự do dân chủ, phản đối những cái chính sách đàn áp nhân quyền, nhưng mà họ vẫn phải bắt tay làm ăn với chính quyền của Trung Cộng, mặc dù họ biết rõ là chính quyền Trung Cộng nó có những cái thành tích về nhân quyền nó rất là đáng lên án. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn cái bối cảnh trong một cái cục diện rộng lớn và chúng ta đành phải chấp nhận, chúng ta tạm gác sang một bên những cái phiền toái, những cái phiền trách có tính cách nhỏ hơn, có tính cách cá nhân, và cái đó mới là cái điều quan trọng. Còn nếu mà chúng ta để những cái bực mình cá nhân đó nó làm lu mờ đi để mà đi đến những cái biện pháp mà có tính cách mà bắt tay làm ăn quốc gia thì cái đó mới là cái điều đáng trách. Thành ra nói tóm lại giống như là anh Nam vừa mới nhận định đó, người ta có quyền trách cứ ông Joe Biden rất nhiều trong cái chuyến công du này, và những cái điều trách cứ đó hoàn toàn là hợp lý, nhưng mà nói tóm lại cộng đi cộng lại, cộng qua cộng trừ nhân chia cộng lại đó, thì chúng ta vẫn phải cho rằng là ông là được cái điểm tốt trong vụ này là ông đã can đảm làm một cái việc không phải ai cũng thể làm được, nhưng mà ông làm vì ông nghĩ đến quyền lợi lâu dài của nước Mỹ. Đó là cái tình trạng về thời sự quốc tế. Từ thời sự quốc tế đó chúng ta chuyển sang thời sự trong nội địa nước Mỹ. Một cái những cái điểm mà chúng tôi cho rằng là đáng chú ý để mà nói chuyện trong ngày hôm nay là việc chính quyền của thống đốc California ông Gavin Newsom đã vừa ký một cái đạo luật cho phép là những nạn nhân của bạo lực xung động, tức là những người mà bị có thân nhân bị bắn, bị chết, bắn bị thương vì bạo lực xung động, họ có quyền nộp đơn kiện về tòa dân sự để đòi hỏi những cái công ty mà sản xuất súng ống này đã phải đền bù thiệt hại. Và họ cho rằng là cái biện pháp này đó là cái biện pháp đi thẳng vào cái hầu bao của những cái công ty bán súng ống, và do đó đó trong tương lai nếu mà có những cái phiên tòa sau này họ xử và họ đưa ra những cái bản án kết tội buộc các công ty này phải đền số tiền nghĩa là thật là to lớn, hàng chục triệu, hàng trăm triệu Mỹ kim, thì may ra các giới chức lãnh đạo của cái kỹ nghệ sản xuất súng ống này đó họ mới nao núng được, chứ chúng ta không có thể nào mà trông chờ các nhà làm luật, các vị dân biểu, các vị nghị sĩ ở quốc hội, tiểu bang, liên bang cũng như các vị thống đốc đó có thể đưa ra những cái chính sách như vậy, bởi vì họ đã bị mua chuộc, họ đã bị áp lực bởi cái hiệp hội súng trường NRA đó, nó đã phủ trùm lên, nó coi như là nhả tiền ra để bịt miệng những vị dân cử này, cho nên họ coi như là ngậm miệng ăn tiền, họ không có làm cái hành động gì hết, không có đưa ra những chính sách nào để mà đi đến cái việc kiểm soát súng súng đạn, và từ đó nó dẫn đến cái tình trạng mà súng đạn nó được mua bán, nó được sử dụng một cách quá tự do đến gần như là bừa bãi, cho nên nó mới dẫn đến cái hậu quả thảm hại như chúng ta đã thấy với cái hình ảnh những cái vụ mà nổ súng mới nhất trong cái ngày lễ độc lập vừa qua đó, trong một cuộc biểu tình, xin lỗi, cuộc diễn hành rất là vui tươi để mà ăn mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ đó, thì một cái tay có cái bệnh tâm thần đó, nổ súng bắn một loạt cái khiến cho bảy người không nhớ ở bảy người chết và hàng chục người bị thương. Đó là nó xảy ra sau khi
Trong vài tuần trước đó, những vụ nổ súng ở cái trường học ở Uvalde khiến cho 19 em học sinh tiểu học bị chết với hai cô giáo. Rồi trước đó là một vụ nổ súng hàng loạt ở một cái siêu thị ở thị xã Buffalo của tiểu bang New York, rồi ở bên California và nhiều nơi. Cho nên giờ đây nó tạo ra cái tình trạng căng thẳng, sợ hãi tột cùng khắp nơi, chùa, xin lỗi không phải chùa nhưng mà nhà thờ, trường học, siêu thị, rồi cái nơi tụ họp đông công cộng đó, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bạo lực vì súng đạn. Cho nên chúng ta phải có biện pháp, chúng ta không phải chỉ có một biện pháp, chúng ta phải có nhiều biện pháp khác nhau tấn công cái khối mà xiển dương cổ võ cho cái tinh thần mà có súng tự do đó. Chúng ta phải tấn công họ bằng mọi mặt. Và trong chương trình tuần trước, anh Nguyễn Xuân Nam có đề nghị một cái biện pháp, đó là chúng ta tấn công về cái mặt mà đối với các vị dân cử, chúng ta đưa ra một câu hỏi cho tất cả những người nào ra ứng cử, tức là xin lá phiếu của chúng ta đó, chúng ta đặt một câu hỏi là quý vị có ủng hộ cho các chính sách mà giới hạn cái việc kiểm soát súng ống không, tức là phải kiểm soát bắt là phải điều tra cái hồ sơ lý lịch hay không. Nếu mà quý vị nói không thì chúng tôi sẽ không bao giờ cho quý vị mà lá phiếu. Đó là cái phản ứng của người cử tri, phản ứng của những chính quyền mà có cái lòng thương dân, có cái lương tâm, như trường hợp của chính quyền ông Gavin Newsom á, thông qua những đạo luật đó. Dĩ nhiên chúng ta phải tán dương ca ngợi đa số các dân biểu và nghị sĩ phe dân chủ tại Quốc hội California, họ đã đồng thanh thông qua cái đạo luật đó, cho nên mới giúp cho ông Gavin Newsom ký được cái ban hành đó. Và chúng ta hy vọng rằng với cái đà chiến thắng cái đạo luật này tại California, chúng ta chưa biết là cái phe chống đối nó sẽ kháng cáo lên trên tòa, đặc biệt là nó đi lên cái tòa tối cao phái viện Hoa Kỳ đó, với 6 vị thẩm phán phe bảo thủ đó, không biết là trong tương lai họ có đảo ngược hay không. Chúng ta chờ đợi cái chuyện đó, nhưng mà ít ra chúng ta cứ làm những cái thông qua những cái đạo luật đó, tại vì nó phản ánh cái ý nguyện của đa số người dân hiện nay tại Hoa Kỳ. Họ muốn thấy là cần phải chấm dứt cái tệ nạn có súng ống quá bừa bãi, cần phải thông qua những đạo luật giới hạn cái việc kiểm soát súng ống. Xin trở lại với anh Nam ạ. À. Cái quyết định của Newsom được xem là một quyết định rất là quyết liệt. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng cái phía mà tiểu bang đang đi một bước, nhìn chung nước Mỹ, mà chỉ có một tiểu bang California không, nhìn chung nước Mỹ các tiểu bang đi nhanh hơn, đi lẹ hơn và đi quyết liệt hơn bên để đối phó súng đạn tại Mỹ so với chính phủ liên bang. Tôi rất đơn giản thôi. Chúng ta đã qua rồi cái thời chúng ta cứ chờ các ông dân biểu thượng nghị sĩ quyết định cái gì thì mình thi hành cái đó. Bây giờ chúng ta cần phải chiều ngược lại nữa. Anh không làm theo ý dân thì dân bắt anh phải làm, là chúng ta sẽ không bầu cho những người làm trái ý dân. Mà nếu chúng ta quyết liệt như vậy thì nước Mỹ, cái hạ viện và thượng viện không còn bu nhìn như hiện nay nữa. Và đó là những nghị gật, những ông nội ngồi được kiếm tiền và chờ cái sự. Chúng ta bầu cho những người mà họ chỉ vì quyền lợi của họ, họ không vì quyền lợi của người dân, thì ta bầu làm gì? Chính quyền thì không còn do dân, bởi dân, của dân, bây giờ do tao, bởi tao, của tao, thì chính quyền nó bị nhũng lạm ra, chính quyền nó bị suy suy thoái từ bản chất ra. Do vậy người ta hay loại những con vi trùng đó ra khỏi cái chức dân biểu thượng nghị sĩ. Tôi thật sự nói như thế này thưa quý vị rất nhiều lần rồi. Lúc ở Việt Nam tôi rất tôn sùng cái chính sách Mỹ, thượng viện hạ viện Mỹ, và khi qua Mỹ năm đầu tôi cũng rất là tôn sùng. Chỉ càng ngày bên cạnh một số anh em mà tôi vẫn tôn sùng thì ngược lại có một số rất là đông, phải một vài người cái giới mà thượng nghị sĩ xôi thịt, giới mà dân biểu xôi thịt, họ không có vì một chút nào cho đồng bào hết đó. Họ không vì chúng ta mà vì cái quyền lợi, cái túi tiền của họ. Và cái việc súng ống này đó là cũng thầy một phần như vậy. Cho nên tôi cho rằng cái hành động quyết liệt của Newsom đó, không những đối với các tiểu bang California nhưng mà nó còn thúc đẩy các tiểu bang khác, tác động tiểu bang khác có hành động quyết liệt như ông Newsom. Tôi cũng rất là vui để thưa với anh là tôi rất là gần với ông ta. Trong một thời gian lúc mà sinh hoạt, tôi sinh hoạt ở trong
ban giám đốc của New America Media, tập thể truyền thông thiểu số của Hoa Kỳ, thì tôi hay thường gặp ông ta. Với tư cách lúc đó ông ta là thị trưởng thành phố San Francisco. Thì khi mà ông xuống với San Jose đó, ông nói với cô Vân Lê là ông hỏi đến sức khỏe của tôi và ông đề nghị sau cuộc họp nếu có chút thời giờ ông chạy qua ông thăm mình. Thì không phải vì ông là bạn thân như vậy mà tôi mới ủng hộ ông ta hay là ủng hộ quan điểm của ông ta. Nhưng mà tôi cho rằng một số cái điều Newsom làm sai và đi quá thiên tả. Nhưng mà trong việc này thì ông làm tôi cho đó là quyết định rất là đúng. Khi mình phán xét con người và từng cái công việc của họ thì đây là việc làm này ông làm tương đối khá đúng. Và tôi cho rằng cần những biện pháp mạnh như vậy. Nước Mỹ đang bị ung thư. Nước Nhật 2021, anh có thể tưởng tượng bao nhiêu người bị chết vì súng không? Một người. Nước Nhật trên 130 triệu dân suốt năm 2021, năm ngoái, chỉ có một trường hợp chết vì súng. Nước Mỹ bao nhiêu người chết? Cho nên chúng ta không thể đến lúc không thể làm ngơ nữa. Chúng ta có trách nhiệm với thế hệ của mình và trách nhiệm với thế hệ con cháu của mình nữa. Cho cái quyết định của chúng ta, sự ủng hộ chúng ta đối với sự nghiêm khắc của súng đạn là điều cần thiết. Anh biết nước Mỹ gần nửa triệu súng trong trên 300 triệu dân và trong dân có trên nửa triệu cây súng. Thậm chí có thể chia ra bình quân đầu người một người là gần 2 cây súng. Anh chịu nổi không? Và nếu có một trận chiến trong dân chúng xảy ra thì quân đội Mỹ đánh chưa chắc lại nhân dân Mỹ. Vũ khí nhân dân Mỹ cũng kinh khủng ở vũ khí quân đội Mỹ nữa. Thì, và cái thứ hai, bây giờ anh cần cái AR-15 để làm gì? À, hỏi bản chất anh cần cái AR-15 làm gì? Tự vệ, anh cần cái súng lục tự vệ được rồi. Đâu cần cái AR-15 bắn hàng trăm viên đạn ra một lúc và có thể giết một lúc rất là nhiều người. Anh cần cái đó để làm gì? Nhưng mà các ông dân biểu thượng nghị sĩ đã bị ngậm miệng ăn tiền với cái vấn đề mà đầu tư tài trợ bầu cử của các vị mà các công ty bắn súng. Do vậy họ không làm công việc của mình. Nước Mỹ đã đến lúc phải tự thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo của mình, kể cả dân biểu và thượng nghị sĩ. Bởi không làm điều đó, nước Mỹ vẫn, trước khi Biden đi Nam Hàn, Nhật Bản bắn bao nhiêu người chết, khi ông vừa về nó chào đón về bằng cái bắn bao nhiêu người chết, và bây giờ thì bắn bao nhiêu người chết trong cuộc diễn hành ngày 4 tháng 7. Liên tục cứ một hai tháng bị một bắn lớn, một hai tháng bị bắn lớn. Tổng thống Mỹ, ông Obama đã từng khóc vì bất lực. Tổng thống Biden khóc vì bất lực. Bao nhiêu tổng thống nữa sẽ khóc? Không có chúng ta cùng góp tay với những vị tổng thống như Obama, những vị như ông Biden, thì cái chuyện súng đạn này không giải quyết được. Và không ai dĩ như vậy, tôi thậm chí tôi còn nghĩ đến cái tu nhán thứ hai lên cũng phải được cải tiến sâu. Tại vì cái đời sống Mỹ giờ nó khác hẳn rồi, cái đời sống trước đây cả mấy trăm năm. Do vậy tu nhán thứ hai cũng cần được soi coi lại, chứ không phải chỉ có hạn chế bắn súng không, mà ngay cả tu nhán cũng được xem lại, được revise lại cho nó phù hợp với kỳ hiện đại. Trở lại với anh thưa anh. Yeah. Cảm ơn anh Nam đưa ra một cái chi tiết rất là cụ thể để nói lên cái phi lý của những người binh vực cho cái việc mà cần có súng đạn rồi tu chiến án số 2. Họ nói rằng là tôi cần phải có súng để mà bảo vệ gọi là self defense đó. Và cái điều này nó đã được các nhà coi như là khai quốc công thần của nước Mỹ đã đề ra, cho nên họ mới đi ghi vào cái tu chính án số 2. Thì đồng ý là chúng ta có cái khẩu súng để mà có thể tự vệ trong nhiều trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn như là đêm khuya hay những nơi văn thanh vắng mà chúng ta không có thể gọi báo cho cơ quan cảnh sát được. Nhưng mà sự kiện như anh Nam nói đó, mình cần cái khẩu AR-15 nó khạc cho một giây đó hàng chục viên đạn. Thì là rồi những người đó không phải khi mà người ta tìm hồ sơ đó, thường thường là họ không phải mua một khẩu. Những tay nào mà đã mua như vậy đó là cũng bắt đầu họ mua mấy khẩu súng, có hàng chục khẩu súng nữa. Súng đó là súng liên thanh, họ mua cả ngàn viên đạn nữa. Thì quý vị đi chơi săn bắn cái trò gì mà phải cần rất nhiều súng đạn như vậy, cần cả hàng ngàn viên đạn như vậy. Rồi quý vị
săn bắn hay là đua đòi cái môn thể thao gì mà quý vị say mê đi coi mấy cái gọi là gun show, tức là những cái đại hội mà triển lãm về súng ống đó. Trong đó là những cái người mà buôn bán như vậy, họ để những cái booth đó đưa ra những cái vũ khí tối tân nhất, đẹp nhất, rồi mọi người đã mân mê cái khẩu súng mới trên tay, rồi coi như là một cái món đồ chơi như vậy. Thì mình nếu mà mình bình tâm mình nhìn nghĩ lại đó, mình thấy đó cái đó là cái thú vui, một cái hobby đó rất là bệnh hoạn. Chỉ có những người nào có cái lòng mà gọi là rất là bệnh hoạn đó, là muốn dùng cái khẩu súng này để bắn. Tại vì súng, cái khẩu súng đặt ra là để làm gì, cái mục đích rất là đơn giản đó. Một cái khẩu súng đặt ra là để nó khạc cái viên đạn, để mà bắn chết người ta, chứ không có cái gì hết đó. Có chăng là một cái khẩu súng ngày xưa đó, cái súng lên đạn một bắn một phát đó, rồi phải mở ra nhét viên đạn vô, nó mất nghĩa là vài giây đồng hồ. Bây giờ càng ngày nó càng tối tân hơn, nó ra những cái khẩu súng lục nhỏ cầm tay, rồi nó lên đến khẩu súng liên đạn. Tất cả nó cũng chỉ có cái mục đích đó là để giết người mà thôi. Nó giết nhanh, giết chậm, giết một cách nghĩa là khiếp đảm, hay là giết từ từ như thế nào thôi. Cho nên khi mà mình đã lao đầu vô cái thú vui, cái hobby mà gọi là thích súng như vậy đó, chúng ta quên mất đi là chúng ta càng ngày càng đi sâu vào cái con đường nghĩa là phạm tội một cách rất là tàn nhẫn như vậy. Như anh Nam nói là Hoa Kỳ là cái nước mà người ta sử dụng sở hữu súng ống rất nhiều, mà không phải chỉ nước Mỹ, ở những nước khác cũng có nhiều người dân cũng rất là thích sử dụng súng ống. Nước bên Iceland cũng vậy, nước Đại Hàn cũng vậy, nước Nhật cũng vậy, nước Úc cũng vậy, nước Canada cũng vậy. Nhưng mà sau khi xảy ra những cái vụ nổ súng thảm sát đó, thì người dân và các chính khách, các vị dân cử, các vị dân biểu nghị sĩ, các vị thống đốc, họ đồng ý thông qua những đạo luật giới hạn súng ống, và người dân người ta ủng hộ mạnh mẽ, rồi cái tỷ lệ mà tội phạm vì súng ống nó giảm xuống rất nhiều. Chỉ riêng có Hoa Kỳ là một cái ngoại lệ. Lý do vì sao? Tại vì không có một cái đạo luật nào thông qua hết. Vào thời năm 1994, dưới thời của ông Tổng thống Bill Clinton, nhiều người muốn chê trách ông ta về nhiều chuyện, đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà một cái thành quả mà chúng ta phải khen ngợi là dưới cái thời đó, chính quyền của ông Clinton đã coi như là thuyết phục được tất cả các nghị sĩ, đa số các dân biểu nghị sĩ phe Dân Chủ và một số lớn phe bên Cộng Hòa để mà có thể thông qua một cái đạo luật ban, tức là ngăn cấm không cho sử dụng súng tấn công, súng tiểu liên như là AR-15 đó tại Hoa Kỳ. Và nhưng mà dĩ nhiên họ chỉ thông qua cái đạo luật nó có cái thời hạn là 10 năm thôi, và phe chống đối đó thì họ họ đòi cái đó 10 năm, tức là họ nói rằng là sau 10 năm nếu như là các vị dân cử còn ủng hộ đó thì chúng ta sẽ biểu quyết. Thì không ngờ là đến lúc 10 năm sau 2004 thì là đến thời của ông Tổng thống Bush con lên. Ông này là người của phe Cộng hòa cho nên ông cũng bị ảnh hưởng của những cái chủ nghĩa, cái chính sách của phe Cộng hòa đó là chống lại các biện pháp gọi là kiểm soát súng ống, cho nên cái đạo luật này nó không có còn được áp dụng nữa. Và từ đó thì cái việc mà sở hữu súng ống nó càng ngày nó càng gia tăng hơn. Và nguy hiểm hơn nữa là một cái đạo luật sau đó năm 2005, một cái đạo luật liên bang á, nó coi như nó bảo vệ cho các nhà sản xuất súng ống không có bị kiện cáo nặng về cái việc này nữa, mà là họ đổ cái trách nhiệm lên những kẻ gây ra những vụ thảm sát súng ống như vậy. Nó dẫn đến cái thảm trạng ngày hôm nay, cho nên người ta mới tìm cách giải quyết. Rất may là bên phía các vị dân cử ở những cái tiểu bang màu xanh, phe dân chủ đó, tiểu bang New York, tiểu bang California đó, họ ý thức được cái điều này, họ dấn thân làm được cái điều đó. Trường hợp tại California đó thì cái vị dân biểu mà bảo trợ cho cái dự luật mới này đó là ông Phil Tseng, thì ông nói rằng cái việc mình phải bây giờ mình tấn công vào cái hầu bao của các nhà sản xuất, các công ty sản xuất súng đạn đó, thì may ra mình sẽ buộc những cái công ty này đó họ sẽ đưa ra những biện pháp để mà giảm bớt cái tình trạng bạo lực vì súng đạn. Bởi vì thống kê cho ông biết rằng đó hiện nay đối với lại cái giới trẻ tại Hoa Kỳ đó mà họ bị thiệt mạng, thì cái tỷ lệ mà thiệt mạng vì súng đạn nó coi như là cái nguyên do cao nhất
nó cao hơn cả cái việc mà gọi là tai nạn xe hơi. Quý vị biết rồi, trẻ giới trẻ đó là họ bị chết vì tai nạn xe hơi rất nhiều, tại vì thiếu kinh nghiệm, tại vì háo thắng vân vân. Nhưng mà giờ đây cái con số chết vì bạo lực súng đạn nó tăng cao hơn, cho nên chúng ta không có cái lý do gì mà để biện minh cho cái việc mà không có thông qua những cái đạo luật như vậy. Và trong nhiều năm qua, cái ngành sản xuất súng đạn đó nó đã được thừa hưởng rất nhiều cái sự bao bọc qua bởi những cái chính sách của các chính khách đó, ngậm miệng ăn tiền của tổ chức NRA, và thiếu cái lòng, cái lương tâm của mình nhìn đến quyền lợi lâu dài của con em nước Mỹ, cho nên họ không có thông qua những cái đạo luật nào hết. Thì đây là cơ hội mà chúng ta phải dấn thân. Thì ra đó là một cái điều hết sức là đáng ca ngợi. Cũng trong cái việc mà phân tích về thời sự trên chính trường nước Mỹ, thì một trong những cái sự kiện đáng chú ý là cái phiên điều trần của Ủy ban chọn lọc tại Hạ viện. Với cái phiên điều trần mới nhất vào tuần thứ ba tuần qua đó, phiên trần thứ bảy, thì người ta tưởng rằng là một cái chuyện gì mà nó cứ kéo dài như vậy, nó giống như một bộ phim dài tập đó, thì những cái tập về sau nó phải càng ngày phải cần đưa ra những cái chi tiết mới lạ, hấp dẫn, ly kỳ hơn thì nó mới lôi cuốn, bằng không thì nó sẽ trở thành ra là nhàm chán, tại vì người ta sẽ rơi vào cái cảnh biết rồi, hay là chuyện này tôi cũng biết rồi, không có gì phải tò mò hết. Cho nên cái thử thách đó nó đè nặng lên vai trò của hai cái người điều khiển cái phiên điều trần vừa qua, mà trong đó, trong hai người đó lại có một người là người gốc Việt, đó là bà dân biểu liên bang Stephanie Murphy, tức là bà Đặng Thị Ngọc Dung, cùng với ông dân biểu Jamie Raskin, hai người điều hợp đó. Và quả tình là hai cái người này đã làm việc rất là thành công, rất là hiệu quả, nó khiến cho cái phiên điều trần vừa qua đó nó ly kỳ hấp dẫn, với nhiều cái tình tiết, nghĩa là tôi không muốn dùng cái chữ giật gân ở cái nghĩa là câu khách, nhưng mà nó giật gân ở cái nghĩa là mình không có ngờ lại có những cái sự kiện như vậy, với những cái diễn biến chi tiết cho thấy rằng sau khi biết rằng là cái kết quả bầu cử đó mình thua tổng tòng tong rồi, về mặt pháp lý đó là các ông bà luật sư bữa mà tung hô Trump nộp đơn 62 đơn kiện, 61 đơn kiện bị vứt vào thùng rác rồi, không có còn lý do gì hết. Họ đi đến cái biện pháp cuối cùng đó là giở trò dùng vũ lực. Những cái tay trước đó về mặt pháp lý đó, những cái tay phụ tá như là ông John Eastman đưa ra cái kế hoạch là nói rằng là các ông ở bộ các ông thống đốc ở tiểu bang, 7 cái tiểu bang ngang ngửa, các ông cứ việc tuyên bố là kết quả này có gian lận, những cái đại cử tri đó là không có hợp pháp vân vân, rồi mọi sự đó để cho Trump và những nô tài khác lo, thì cái biện pháp đó cũng bị nghĩa là vứt giọt rác luôn. Các phụ tá mà đàng hoàng, tuy là trong chính quyền của ông Trump đó, tức là những người như là quyền tổng trưởng bộ tư pháp Jeff Rosen và ông phó ông Donohue cũng đều nói là tất cả những biện pháp đó đều là cái chuyện tào lao hết. Rồi cái ông luật sư cố vấn tòa bạch ốc Patsy Boloney cũng nói là tào lao hết. Thì cuối cùng đó là họ mới nghĩ đến, tức là những cái tay mà gọi là phụ tá cho ông Trump đưa ra những cái kế hoạch mà gọi là muốn 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 lật đổ cái kết quả đó, muốn làm một cuộc đảo chính đó, đưa ra cái giải pháp là có thể dùng đến cái biện pháp mạnh, tức là ban hành thiết quân luật, đi ôm mấy cái thùng phiếu, tịch thu những thùng phiếu đó để mà coi như là vô hiệu hóa vân. Thì họ đã âm mưu cái việc này, và họ đã được cái sự đồng tình của Donald Trump để mà cho họ vào trong tòa Bạch Ốc và họp trong vòng 5 giờ, 6 giờ đồng hồ suốt đêm khuya để mà đưa ra những cái âm mưu mà làm một cuộc đảo chính như vậy. Và cuối cùng đó thì tất cả những cái nỗ lực, những cái đề nghị này cũng không có được chấp thuận bởi những cái phụ tá mà làm ăn theo cái đường hướng chính thống. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là cái người thủ lãnh cao cấp nhất là Donald Trump đó là vẫn tin theo những cái tay phụ tá bữa đó, nhưng mà lại không có cái can đảm để buộc những cái người như là ông Mark Meadows, Pence làm, mà ông ta làm cái kiểu là bắn ra một cái mẫu tweet vào khoảng 1 giờ 43 phút.
vào đêm khuya, tức là sau khi cái bọn mà thảo khấu có cái đầu óc nghĩa là bệnh hoạn như vậy, như là Sydney Powell, như là ông Mike Flynn vân vân, nó đưa ra những cái kế hoạch nghĩa là xạo láo phạm pháp như vậy đó, rồi sau khi bọn chúng coi như là được mời ra khỏi tòa bếp về đó, thì chính Donald Trump là người duy nhất đi đến cái quyết định đó, kêu gọi bắn ra một cái mẫu tweet để nói rằng là cái kết quả này cho thấy là rõ ràng là nó gian lận, chúng ta không thể nào thua, cho nên quý vị hãy đổ xô về thủ đô Washington để mà quậy phá lên, và đổ xô vào là cái ngày 6 tháng giêng, và quậy phá là gì? Tấn công tòa Bạch Ốc. Cho nên cái cuộc điều trần thứ năm trong ngày thứ ba vừa qua, dưới cái sự điều hợp của bà dân biểu Stephanie Murphy và ông Jeremy Raskin đó, đã đưa cho mọi người thấy những cái hình ảnh hết sức là rõ rệt, chi tiết, để mà người ta không có thể nào biện hộ cho rằng là Donald Trump không có trách nhiệm gì hết, chỉ là của những cái thành phần bạo loạn Proud Boy, Oath Keeper mà thôi. Còn Donald Trump chỉ là nói lên cái cảm nghĩ của mình, cho rằng là cuộc bầu cử có gian lận, cho nên ông ta đưa ra những cái lời lẽ hô hào như vậy. Không biết là cá nhân anh Nguyễn Sinh Nam có coi cái phiên điều trần đó hay không, và có rút ra những cái cảm nhận như thế nào, anh có thể chia sẻ cùng mọi người. Thực sự cho mà nói, bây giờ thì ông Trump không còn như trước ngày điều trần nữa, trước đây nữa. Trước đêm liên tục nói cuộc bầu cử bị đánh cắp. Bây giờ thì không, đến giờ này sau nhiều cuộc phiên điều trần thì ta chứng tỏ rằng không những cuộc bầu cử không bị đánh cắp, mà người ta cho thấy ông đang đánh cắp, đã nỗ lực đánh cắp cuộc bầu cử. Nó ngược lại, gấp lửa ba thay người, bản thân ông thì ông đánh cắp cuộc bầu cử. Nhưng mà bây giờ đó, trong suốt gần 2 năm nay ông loan báo là cuộc bầu cử bị đánh cắp, gà đẻ gà tục tác. Thưa quý vị, ông bà ta nói bây giờ không những ông mà một số đồng lõa nữa, trong đó của thượng sĩ Graham, đúng không? Cũng đang bị fighting rất dữ dằn để không bị lôi đầu ra tòa điều tra. Và một số cái phe nhóm cận thần của ông ta rã ngũ bỏ chạy lung tung và khai báo lung tung. Điều cho thấy rằng là mặt trận của Donald Trump đã bị tan vỡ. Cái mặt trận đó đã bị tan vỡ. Sự thật đã bắt đầu được lộ diện là không những cuộc bầu cử không bị đánh cắp, như ông ba là một bộ trưởng Bộ Tư pháp tại ông Trump, ông nói có thể có một số trường hợp gian lận, nhưng mà nó không ở cái mức mà thay đổi của kết quả của bầu cử. Cái error đó là natural error. Cái sự sai lầm đó là sai lầm đương nhiên, sai lầm, cái xác suất sai lầm cho phép, nhưng nó không thay đổi kết quả bầu cử. Cho cái chuyện mà cái sai lầm nó có nhưng không, nhưng mà như ông Trump nói, ngay cả ông William Barr cũng no, và ngay cả những vị luật sư thân cận của ông ta cũng cản ông ta và phủ nhận điều đó. Vậy đến giờ này, nhưng mà có điều quan trọng như thế này, nước Mỹ cái sự thật đã được bộc lộ qua kỳ số đương nhiên, giờ còn lại chờ cái vấn đề, cái quyết định của Bộ Tư pháp có điều có xử không bộ này như thế nào. Chúng ta đang chờ cái chapter thứ hai, và từ đây tới tháng 8 thì nhiều thứ thú vị xảy ra đó, thưa quý vị, trong một hai trong tháng tới đó, từ đây tháng tới đó. Nhưng có cái điều lạ tôi hơi rất là giật mình đó. Hôm tuần rồi tôi có ngồi quán cà phê một số bạn bạc, thì công số người Việt Nam chúng ta vẫn còn tin như đinh đóng cột là lẽ ra ông Trump phải là tổng thống nếu ông Biden không gian lận. Mà họ nói một cách giống như là họ đã biết chắc cái sự kiện trong tay vậy. Họ nói như đinh đóng cột vậy. Đến lúc tôi bực tức, tôi hỏi anh nghĩ tôi đang làm cái nghề gì? Ông nói anh làm báo. Vậy tôi, anh nghĩ tôi có biết trường hợp này không? Ông nói anh biết, anh biết chưa đủ bằng tôi. Vì tôi nghe nguồn tin mà anh không nghe được. Tôi hỏi anh nghe nguồn tin nào mà tôi không nghe được. Ông, tôi nghe nguồn tin không xuất bản lên báo. Thì tôi hỏi, thì cái từ nguồn tin nghe được không xuất bản lên báo, nó giống cái nguồn tin mà vô căn cứ không? Thì ông bắt đầu từ ái với tôi.
thì tôi còn nữa, bổn phận của tôi không bên ông nào hết đó. Bổn phận tôi đâu có nghe nhiều dư luận, mà chúng ta cái quan trọng chúng ta phải nghe những tin có chứng cứ, những tin official, tin đúng thì cãi nhau trận không vui. Thì tôi thấy là trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta vẫn còn nhiều trường hợp, mà bạn tôi luôn á, anh biết không, họ vẫn còn nhiều trường hợp nào bảo vệ ông Trump rất là kiên quyết, ra quyết liệt, thì họ cho tôi dân chủ, tôi nói tôi chả cái đảng nào đó, tôi chẳng cái đảng nào đó, tôi không dân chủ, tôi cộng hòa, nhưng mà tôi nói những điều tôi hiểu biết. Thưa thưa quý vị, thì điều cho thấy là trong cộng đồng chúng ta, mặc dầu trước cả núi chứng cứ truyền thông như vậy, nhưng mà trong cộng đồng chúng ta có nhiều anh em vẫn không tin. Thưa quý vị, rất là quyết liệt, không tin là cũng tin. Và cho đến giờ này thì ông Trump đó, bây giờ chúng ta thấy trong thời gian vừa qua chúng ta không còn nghe nhiều ông Trump nói cuộc bầu cử bị đánh cắp không, gần mấy chục tòa án ông nộp đơn kiện ở mấy chục tòa án, có tòa án nào xử không, bảo có thắng được tòa án nào không. Cái bây giờ chúng ta thấy trường hợp không phải chỉ cái 6 tháng giêng, mà cái vụ điều tra của tòa án Georgia đang rất là thú vị, quý vị nên để ý tới cuộc xử tại tòa án Georgia, và nơi đó thì cho thấy ai ăn cắp của ai, Trump là nạn nhân bị ăn cắp hay Trump đạo diễn cho cuộc một cuộc ăn cắp bất thành. Thì mà cái tòa án tại Georgia nó có cái băng ghi âm, mà dù ông thư ký của thành phố có băng ghi âm, anh nộp băng ghi âm nó lên, ông Trump vẫn nói dối. Bà ngay cả một số các vị thân tín của ông Trump cũng nói dối, kể cả các băng ghi âm, kể cả tòa đang nghe băng ghi âm đó, ông vẫn nói dối. Thì chúng ta sẽ chờ cái phiên xử đang đang diễn ra. Thưa quý vị, họ đang lôi đầu ông thượng sĩ Graham ra để công khai cái chuyện này. Thì ông Graham đang chống đối rất là dữ dằn, dùng kể cả dùng quyền immunity, miễn miễn nhiệm á, để tránh cuộc ra công khai. Và ông đang lý luận là ông đang làm công việc của lúc đó, ông đang làm công việc của chức năng thượng nghị sĩ, trưởng ban gì đó. Nhưng mà bên tòa án của Georgia nó cũng kiên quyết để lôi đầu ông ra. Và không phải chỉ có Graham, thượng sĩ Graham, chỉ có ông Trump mà còn nhiều người nữa ra. Nếu quan tòa đánh cái búa cái rầm xuống là có tôi, guilty, thì cái còng số 8 đã đến với tay rất nhiều người, kể cả thượng nghị sĩ, kể cả tổng thống, cựu tổng thống. Nước Mỹ đang đứng trước một cái sự mà trải nghiệm của nền dân chủ. Nước Mỹ đã từng trải qua cái dân chủ, cuộc dân chủ vĩ đại, là tổng thống Washington đã ra tổng thống Jefferson đã ra cái tuyên ngôn độc lập, ra những cái nền dân chủ, khai sinh một nền dân chủ nước Mỹ và thế giới. Và bây giờ cái nền dân chủ của đó đang bị thử thách và đòi hỏi sự dũng cảm của những cái người lãnh đạo đất nước hiện nay, của những ngành tư pháp hiện nay, có làm trả lại và củng cố cái nền dân chủ không, và làm một tiền đề tốt đẹp, là một tấm gương tốt đẹp cho thế hệ hậu bối không. Tư vị chúng ta đang chờ đợi, nước Mỹ đang trong cơn thử thách dân chủ rất là kinh hoàng. Chúng ta 300 năm sau, con cháu mình, cháu cố, cháu gì, cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm như của mình đó, nó nói cái thời kỳ mà xử ông Trump đó, thì thúc ông nội, ông cố, ông tiên sư của con đang trong cái thời đó. Và đây là những bằng chứng ông nói với nhà báo Mai Loan Nguyễn Tuấn nè. Đúng không? Chúng ta hãnh diện với 300 năm nữa, con cháu là tiếng nói của mình, là tiếng nói công đạo, tiếng nói vì tự do, tiếng nói vì dân chủ, thưa quý vị. Và chúng ta không đồng lõa với cái ác. Thì trường hợp của ông Trump tôi nghĩ không lâu đâu, thưa quý vị. Phiên tòa nhiều nơi xảy ra, phiên tòa ở tại New York, phiên tòa ở tại Washington, Ủy ban 6 tháng giêng, Bộ Tư pháp có thể sẽ mở cuộc cuộc xử sắp tới, truy tố sắp tới, rồi phiên tòa ở tại Georgia. Tất cả những cái phiên tòa này đang không phải chỉ cái xử ông Trump, nhưng mà họ sẽ viết một một trang sử mới, là họ đối phó với tổng thống, cựu tổng thống Mỹ như thế nào, và đâu là sự thật của lịch sử. Thưa quý vị, nước Mỹ đang tiến vào một giai đoạn mới khốc liệt hơn, là họ overcome thử thách
của chính họ, họ vượt qua thử thách của chính họ trong nội tại nước họ như thế nào. Chúng tôi thấy có những chuyến đi gần đây, chuyến đi của ông Biden mà quý vị bị chửi sầm, thì tôi có nhìn được lại, tôi rất là quý trọng ông Biden về chuyến đi này, vì quyền lợi của đất nước, về dân tộc, vì quyền lợi con người. Quý vị nhìn thấy ông Biden làm một câu chuyện như thế này nè. Trong khi thế giới thiếu dầu, Mỹ thiếu dầu, Biden tung cái nguồn dầu dự trữ mình, không những cho mình và cho các đồng minh anh em, rồi chấp nhận tất cả những chửi đó, giống bị đóng đinh như vậy đó, để đi vào vùng đất mà đầy sôi nổi, đó là Ả Rập Xê Út, để thuyết phục các giá trị của con người và kiếm nguồn dầu cho phương Tây và thế giới, đã làm xoa dịu cái sự mâu thuẫn, sự gây cấn với Venezuela để khai thông nguồn dầu đó cho thế giới, và tăng những cái bơm của mình lên, dầu của mình, nguồn dầu của mình cho thị trường và thế giới. Tôi cho rằng đó là những cái việc làm mà nó đang ở cái, nó rõ ràng ở cái tư chất thánh thiền của một người lãnh đạo, cái vì nhân dân, vì cho dân, bởi dân và vì dân. Thì có một số người vẫn chửi, mà họ chửi rất là tệ nạn, tệ hại. Họ chửi như ông Biden là kẻ phá hoại, họ chửi ông Biden như kẻ mà lưu manh, rồi những kẻ mà phải phường mà không có, có đạo đức, không được có trí tuệ, và điểm tín dự thì chúng ta sụt xuống rất là thê thảm. Nhưng tôi cho rằng dù nó sụt xuống chăng nữa, ông đang chứng tỏ cái vĩ đại nằm trong cái sự cái chỗ này, cái vĩ đại của tổng thống Biden nằm trong này. Tôi tin rằng nếu cái nguồn dầu đi qua, sự khó khăn dầu cửa đi qua, và cái sự bức xúc của con người nó giảm xuống đó, thì quý vị sẽ thấy giống như cái rực rỡ của ông Biden đó, quý vị đang bị đám mây che khuất bởi vì giá dầu, bởi vì đầy đổi khác. Nhưng mà nếu như mà giá dầu đi qua rồi, quý vị bình tĩnh lại, bớt khó khăn lại, thì quý vị sẽ nhìn thấy đó là một người lãnh tụ rất là đáng trọng của chúng ta. Bởi vì một ông già như vậy, có lúc đi bị còn bị té, chứ bắt té, mà sức khỏe như vậy, tuổi tác như vậy, mà tận tụy lo cho dân, lo cho nước. Tôi nghĩ kiếm một vị tổng thống như vậy hơi khó. Tôi đọc trong bài diễn văn khác của một tổ chức đang đón Trump về tại Washington trong tháng 7 này, lần đầu tiên sau 15, 16 tháng, 17, 18 tháng sẽ trở về lại. Họ ca tụng ông Trump như một thiên thần. Rất là quyền của họ. Tôi không trách họ. Nhưng mà tôi chỉ trách một cái điều là không được, không nên nhận xét một cách phiến diện và không có công bằng đối với ông Tổng thống Joe Biden. Mặc dù tôi không phải là người tín đồ tin ông ta, tôi không phải là người dân chủ, nhưng mà tôi nghĩ là lẽ phải, phải được trả về lẽ phải. Thưa quý vị, trở lại anh Mai Loan, Nguyễn Tuấn. Cảm ơn những cái nhận định của anh Nguyễn Xuân Nam. Dù rằng tôi biết rằng là những một số người khác đó, họ nghe những người cuồng Trump thì họ sẽ lại chụp mũ cho anh là những người cuồng Biden vân vân. Tôi chẳng cuồng ai, tôi kể nghe chuyện này vui. Ý nói là người ta chụp mũ cho anh vậy thôi, chứ không là làm báo thì không có cuồng ông nào đó, chỉ cuồng về sự thật thôi. Dạ, vâng. Dạ. Kể nghe chuyện này vui lắm. Cách đây khi mà cuộc bầu cử giữa ông Trump với cái bà mà Hillary Clinton, thì khi mà ông Trump thắng thì tôi có một năm đó thì báo chí cùng báo chí mà toàn trên toàn quốc ách thắc Trump rất nặng nề. Thì mình là người làm báo, mình lấy tin, một số tin là từ truyền thông của Mỹ, mà truyền thông của Mỹ nó 90% như vậy, thì mình lấy tin ở đâu? Thì tôi đưa tin trên tờ báo cũng nhiều cái tin tức bất lợi cho ông Trump, mà đó là tin tức sự thật, phải không? Nhưng mà một số người cuồng Trump đó, anh biết họ lên cái diễn đàn, họ attack tôi suốt cả một năm như vậy, một ngày hàng trăm cái email attack như vậy, và đủ mọi nơi, từ miền Đông, miền Tây, miền Nam, miền Bắc. Thì tôi nói là, tôi chỉ nói anh chỉ cho tôi, tôi nói với người độc giả mình, những người chỉ trích mình, anh chỉ cho tôi cái bài nào tôi nói với ý kiến riêng của tôi đâu. Tôi chỉ ghi nhận báo chí trên toàn quốc
những tờ báo lớn toàn quốc, những đài truyền hình trên toàn quốc, 8 phần 10, 9 phần 10 cái đài truyền hình trên toàn quốc đều họ nói như vậy. 8 phần 10, 9 phần 10 báo chí của Mỹ nó nói như vậy. Thì tôi nói như thế nào bây giờ? Thì bây giờ anh cứ nhìn thấy đó, cái chuyện mà anh và tôi nói như vậy cũng có thể bị ném đá, đúng không? Nhưng mà cái chuyện ném đá là một chuyện, mà chuyện sự thật là chuyện khác. Anh không thể che khuất cái sự thật bằng ném đá. Thì chúng tôi mong quý vị nếu share được ý kiến của Nguyễn Anh Tuấn, của tôi thì cứ share. Chúng tôi cảm ơn điều đó. Và không share được thì quý vị có thể nghe những nguồn khác để thỏa mãn cái ý định của quý vị thêm. Chúng ta nghe nhiều ý kiến ở nhiều đài thì chúng ta sẽ nhìn thấy chân lý nằm ở đâu dễ dàng hơn. Đừng là nóng thưa quý vị. Cái nóng nó không có tốt, cái nóng nó không giải quyết được vấn đề chân lý. Nếu có thể được anh Nam cho phép chúng ta bổ túc một cái điều này để giải thích cái lập luận của những người, nhất là những người Việt mình, cho đến giờ này họ vẫn cho rằng là cái cuộc bầu cử này đã gian lận. Nếu không có gian lận thì chắc chắn là ông Trump đã thắng cử và ông Joe Biden không thể nào thắng cử, vân vân. Rồi khi mà mình đưa ra lập luận này thì dĩ nhiên những người khác sẽ hỏi là bằng chứng đâu. Tại cái nguyên tắc rằng là anh nói cái gì cũng được hết, nhưng mà bằng chứng đâu, thì chỉ có bằng chứng mới là giải quyết vấn đề. Và cái bằng chứng đưa ra đó, thì từ đó người ta sẽ coi là cái bằng chứng anh là bằng chứng xác đáng hay là chỉ là một bằng chứng tào lao. Đó là lý do mà như chúng tôi nói đó, tổng cộng là 62 cái đơn kiện. Đây là bằng chứng rất là rõ ràng, là đơn kiện đến tòa án, từ cấp tòa tiểu bang cho đến tòa thượng thẩm, đến tòa tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đó, đều đã bị vứt sổ rác. Tức là cái bằng chứng đó là cái bằng chứng tào lao, không có đáng để xét xử. Rồi thì khi mà đẩy đến đường cùng, giống như anh Nam vừa mới kể đó, họ sẽ nói rằng tôi có được những cái bằng chứng đó, nhưng mà những bằng chứng đó nó được không có các cơ quan truyền thông đăng lên, vân vân. Thì nếu mà chúng ta tìm hiểu đó thì mình sẽ thấy là đó là những bằng chứng mà họ coi trên những cái YouTube, từ cái gọi là Epoch Times, từ Đài Kỷ Nguyên, từ là QAnon, từ Breitbart News, mà ngay cả cái đài Fox News, một cái đài cơ quan truyền thông lớn mà có cái thành tích bảo thủ ủng hộ phe Cộng Hòa, nghĩa là hơn 100% từ mấy chục năm qua, họ còn không có dám đăng nữa, bởi vì họ biết đó là tin tào lao. Nhưng mà rất tiếc là rất nhiều người Việt Nam mình cứ xem đi, rồi một số những cái tay YouTube khác cũng phát đi phát lại, tên Sonya, Lala, vân vân, mà vẫn đi, và họ, những người cùng trong gốc Việt mình đó, cứ tin sái cổ, cứ đi phát tán lẫn nhau, và từ đó những người khác cứ tiếp tục tin như vậy. Rồi, bây giờ giả sử như những cái thông tin tào lao đó là chuyện có thật, tức là chuyện mà phe bên ông phe Dân Chủ, ông Joe Biden anh gian lá phiếu như vậy, rồi giả sử như là những người phụ tá cao cấp cho ông Trump, từ ông William Barr, Tổng trưởng Bộ Tư pháp, từ nguyên cả cái dàn cơ quan FBI, cả cơ quan CIA, đủ hết tất cả, họ không có làm gì được à? Một cái kẻ mà gian tham, anh gian lá phiếu như vậy, mà trong khi đó mình là Tổng thống, mà mình còn không có bất lực, mình không có thể nào làm được để mà mình để cho nó anh gian như vậy. Thì hỏi thử quý vị đó, ông Trump có phải là một tổng thống mà hiệu quả hay không? Và người ta cho rằng là thằng Tàu nó đã mua, bỏ tiền, nó mua chuộc hết rồi, cho nên mấy cái kia họ anh gian đủ thứ hết. Thì như vậy đó, ông Trump có là người có khả năng để chống lại thằng Tàu không? Mình là một tổng thống đương quyền trong 4 năm trời. Tất cả những cơ quan, tất cả những người phụ tá dưới quyền mình đều sợ mình răm rắp, không có ai dám đưa lên cái tiếng nói chống đối. Mình nắm cái cơ quan đủ hết, cơ quan về Bộ Quốc phòng, về Ngũ Giác Đài, về Bộ Tư pháp, về cơ quan FBI này kia. Thằng nào mà nó ăn gian như vậy đấy, chẳng lẽ mình không có điều tra, chẳng lẽ mình không có truy tố nó ra tòa để cho nó ở tù rục xương à? Mà mình để cho nó, nghĩa là ăn gian mà nó lên nó cướp ngôi như vậy, mà mình lặng lẽ ra đi. Thì như vậy, chúng ta nhìn lại coi Donald Trump có phải là một tổng thống có khả năng hay không? Từ xưa đến nay đó, chỉ có những ứng cử viên trong cái vai trò đối lập, không có nắm quyền, họ lên tiếng, họ tố cáo một cái chính quyền đang cầm quyền,
là gian lận về bầu cử, tại vì họ dùng cái quyền lực của chính quyền để mà họ tìm cách ăn gian lá phiếu, bởi vì họ đang nắm quyền lực, họ đang nắm cảnh sát, đang giữ thùng phiếu. Chứ còn chưa bao giờ có một cái chính quyền nào đang nắm đầy đủ quyền lực của mình mà đi tố cáo cái kẻ đối lập, nó là không có quyền lực trong tay mà nó ăn gian được cái lá phiếu. Mà nó đã ăn gian như vậy mà mình không có truy tố nó ra tòa để mình bắt nó bỏ tù đó, rồi mình lặng lẽ ra đi trong nhục nhã để mà cho nó cướp quyền như vậy, thì phải chăng là mình là một tên bất tài? Mình vừa bất tài, mình bất tướng, mình ngu ngốc nữa, cho nên mình mới để nó ăn gian. Cho nên từ đó đó, quý vị nhìn lại một chút xíu, khi mà quý vị nói rằng là cả cái nước Mỹ này, cả cái tên William III, cả cái tối cao pháp viện này, nó đều bị mờ mắt vì đó. Đó là thứ nhất, quý vị là một người lên án cái đại đa số những người có kiến thức cao hơn mình nhiều là ngu ngốc, trong khi chúng quý vị không có nhìn lại cái khả năng quý vị đến đâu, quý vị đọc được tiếng Anh có hiểu đầy đủ hay chưa, mà lại đi nghe. Chẳng lẽ là cả một cái đại đa số những người Mỹ ở đây, kể cả những người trong đảng Cộng Hòa, kể cả những người nghĩa là ủng hộ cho đảng Cộng Hòa mạnh mẽ nhất như là ông Mitch McConnell đó, chẳng lẽ những người đó đều ngu dốt hết? Chẳng lẽ 6 vị thẩm phán tối cao pháp viện mà theo phe bảo thủ, trong đó có 3 người do ông Trump bổ nhiệm, họ cũng đều ngu dốt hết để mà họ ngồi im lặng để cho Joe Biden và những bè lũ khác ăn gian lá phiếu như vậy? Cho nên trước khi mình lên tiếng, mình chê bai tất cả những người khác đã bị mua chuộc, đã bị hàng tàu mua chuộc, đã bị những thế lực này kia mua chuộc, cho nên họ không nhìn thấy gian lận. Quý vị hãy tự đặt vấn lương tâm là thật sự ai là ngu, mình có hiểu biết gì không mà mình cứ chỉ biết là chỉ trích người ta là ngu, nói cho đã tức, đã sướng miệng thôi. Quý vị có chịu kiên nhẫn ngồi xem những cái phiên điều trần để nghe cho đến giờ này, hầu như là 99% những nhân chứng ra hầu tòa, ra khai tất cả những sự thật đó, đều là những người của đảng Cộng Hòa, đều là những viên chức cao cấp của đảng Cộng Hòa, viên chức thân tín, sát cạnh với ông Donald Trump trong suốt 4 năm qua, kể cả cái người con gái ruột của ông là Ivanka Trump. Trở về cái cuộc phiên điều trần thứ 7 vừa qua đó, thì quý vị đã thấy những cái hiệu quả nó như vậy rồi. Rồi bây giờ đó, cái phiên điều trần vào thứ 3 tuần tới, một lần nữa chúng tôi muốn trở lại vấn đề như vậy. Khi mà chúng ta nói đến một cái âm mưu, một cái conspiracy đó, thì đối với cái cơ quan công lực mình điều tra để mình có thể có bằng chứng truy tố ra tòa đó, thì cái công việc của họ nó rất là nhiêu khê. Bởi vì đối với cái hệ thống pháp luật đó, không phải là mình nghi ngờ một người nào là phạm tội là mình truy tố ra tòa. Tại vì cái tiêu chuẩn bên Mỹ đó, anh có quyền truy tố, nhưng mà anh thắng ở phiên tòa được hay không là một chuyện khác. Cho nên những người mà trong vai trò của công tố viên ở Viện Lý hay là Bộ Tư pháp, mà khi mà truy tố đó, họ phải nắm đầy đủ bằng chứng để mà khi ra tòa đó, họ đi đến cái kết luận là không còn một mảy may nghi ngờ nào hết. Cái tiếng Mỹ đó là beyond any reasonable doubt, tức là không còn một mảy may nào nghi ngờ về cái việc mà họ vô tội đó, tức là chắc chắn là người đó có tội, thì lúc đó họ mới kiện ra tòa để mà họ có thể thuyết phục cả 12 người trong cái buổi thẩm đoàn để đều đi đến cái phán quyết. Bằng không, chỉ cần một người thôi, một người trong số 12 người buổi thẩm đoàn nó không tin thì coi như mình cũng không có kết tội được. Cho nên các công tố viên của văn phòng Viện Lý ở cấp tiểu bang hoặc là của Bộ Tư pháp, họ phải điều tra rất kỹ. Và do đó chúng ta mới hiểu tại sao cái Ủy ban chọn lọc Hạ viện điều tra này phối hợp với cả 100 nhân viên mà điều tra, đa số là những người luật sư rất là tinh thông đó, họ phải lần lượt thu thập tất cả những cái dữ kiện đó, đúc kết thành ra là một cái diễn tiến để người ta thấy rõ ràng là cái người đó âm mưu. Chúng ta thấy chẳng hạn như mấy cái vụ hình sự bên ngoài, chúng ta thấy là một người chồng hay là một người vợ hay là một người anh em trong nhà vì lòng tham đó, muốn thuê mướn những kẻ khác để mà giết chết người thân mình để lấy tiền bảo hiểm hay vân vân. Muốn điều tra được như vậy đó thì là các
thám tử điều tra đó họ phải có đầy đủ bằng chứng, tại vì những người kia khi mà họ thuê mướn những người kẻ xấu đó, họ tìm cách giấu những cái mối dây liên lạc để mà người ta không biết được là mình có dính líu, cho nên họ phải đi từng cái diễn tiến, họ thu những cái buổi gặp mặt trước đó như thế nào, hẹn hò như thế nào, đưa tiền làm sao, bằng chứng đưa tiền ở đâu, hay đưa những này, hay là có những cái ám hiệu nào cho thấy rằng là đưa tiền như thế này thì sẽ làm cái bước kế tiếp vân vân, phải có tất cả những cái bằng chứng nó cụ thể để mà người ta có thể mà kết nối cái người chủ mưu đó, nó có liên hệ gắn bó với những cái kẻ phạm tội. Thì chúng ta biết những kẻ phạm tội là những kẻ xông vào tòa nhà quốc hội và đã bị bắt rồi, bây giờ mục đích là người ta tìm được những cái kẻ chủ mưu và nó có những cái bằng chứng cụ thể nào. Thì trong cái phiên điều trần thứ ba vừa qua đó, những cái bằng chứng cho thấy là trong cái phiên họp vào tối ngày 18 tháng 12, chúng ta biết rồi, sau cái ngày 14 tháng 12, đại cử tri đoàn họ đi đến cái phán quyết là công nhận kết quả ông Joe Biden thắng, coi như là nói theo tiếng Việt bình dân đó là fini rồi, tức là hết rồi, không còn cãi gì nữa hết. Đến cái ngày 6 tháng Giêng chỉ là thủ tục hành chính mà thôi. Thì ngày 18 tháng 12 đó là ông Trump và những người mà không đồng ý đó, họ có một cái cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc kéo dài 5-6 giờ tối, mà những cái tay mà họp như vậy là những tay không có cái chức vụ chính thức gì hết, mà chỉ vì tại vì Trump cho phép thì họ mới được vào, mà khi họ vào đó họ bàn luận 5-6 tiếng đồng hồ. Những người mà bên Tòa Bạch Ốc mà làm cái ngành gọi là có chức vụ chính danh như là ông Pesci Poloni và những phụ tá khác đó, là hai bên tranh luận với nhau, cãi nhau, chửi với nhau, bên này chửi bên kia, bên những người kia thì nói là các lập luận quý vị đưa ra rất là tào lao. Phía bà Sidney Powell, ông Mike Flynn, những người khác đó, thì nói là các anh đó là làm trong Tòa Bạch Ốc mà lại không có trung thành với ông Trump, mà cho nên hai bên cãi nhau dữ dội. Và đến tối ngày 19, tức là như chúng tôi nói nãy, 1 giờ 43 phút khi mọi người ra về hết, Donald Trump là người bắn ra cái tweet, trong đó có cái câu nói rằng là hãy đến đây, will be wow, tức là mình sẽ quậy tới bến. Đó, đó là những bằng chứng cho thấy là Donald Trump có dính líu chặt chẽ với cái đám phiến loạn như vậy. Cái phiên điều trần vào tuần tới này là coi như phiên điều trần thứ 8, thì là các dân biểu của cái ủy ban chọn lọc này họ sẽ đưa ra cái bằng chứng cho thấy là trong cái thời gian kẻ phạm tội thì lúc đó Donald Trump làm cái gì. 187 phút khi nội vụ nổ ra mà các phụ tá kêu Trump là hãy gióng lên cái tiếng chuông can thiệp bảo cái bọn phiến loạn hãy rút đi, thì bọn chúng chỉ nghe lời Trump thôi. Thì Donald Trump trong 3 giờ đồng hồ 7 phút ngồi im nhìn xem tất cả những cái diễn tiến như vậy, rồi lúc đó mới lên tiếng kêu gọi lúc bọn rút ra. Thì cái não cái hình ảnh này nó cho thấy rõ ràng đây là một cái con người coi như là đang muốn coi cái bọn phiến loạn đó nó có nghe theo lời mình và nó tiến hành cái âm mưu tạo phản như vậy nó thành công hay không, chứ không phải là một người thực tâm muốn bảo vệ cái nền hiến pháp, tức là không có làm một cái hành động phạm pháp khi mà phải trao quyền lại cho cái người đã được người dân bỏ phiếu. Cho nên tất cả những cái hình ảnh mà sẽ được chiếu ra nó sẽ cho thấy cái tâm trạng của Donald Trump lúc đó như thế nào. Và có thể chúng ta sẽ thấy được những cái lời khai cho thấy là trong cái khoảng thời gian đó đó là Donald Trump muốn tấn tay mà gọi là bạo loạn như vậy, tấn công Mike Pence, gọi là lôi cổ, siết cổ hay như thế nào đó vân vân. Chúng ta sẽ nghe được những cái lời khai từ những cái nhân vật phụ tá cao cấp, trong đó có cô Sarah Matthews là coi như là người phó thư ký báo chí ở Tòa Bạch Ốc. Cô này và nhiều nhân chứng khác đó sẽ đưa ra những lời khai để giúp cho người ta thấy rằng là cái đầu óc của Trump lúc đó như thế nào. Ông ta khoái chí hay ông ta ngồi theo dõi say mê cái bọn nó, coi cái bọn chúng có bắt được không, có bắt được Mike Pence, có bắt được Nancy Pelosi hay không vân vân. Để rồi cuối cùng khi không thấy đạt được gì đó thì lúc đó Donald Trump mới giả lả nói rằng là thôi các anh về đi, mà thông theo câu là mọi người đều yêu mến các anh lọ vân vân. Cho nên những cái hình ảnh này nếu nó chiếu ra được đó, nó có sẽ thuyết phục cho một người thấy không còn một cái nghi ngờ gì hết. Donald Trump đã vi phạm vào những cái đạo luật về liên bang ngăn cấm mọi người không có được âm mưu lừa gạt nước Mỹ
coi như là qua mặt luật pháp và cản trở cái việc làm của Quốc hội trong ngày hôm đó, đó là phải tiến hành cái thủ tục mà xác nhận kết quả bầu cử. Cho nên cái điều này đó, song song với cái việc làm của Ủy ban chọn lọc Hạ viện đó, thì dĩ nhiên ở một cái tiểu bang xa là ở Georgia, thì văn phòng của bà biện lý Fulton County là bà Fannie Willis, bà vẫn tiếp tục tiến hành cái cuộc thẩm cung tất cả những nhân vật quan trọng dính líu đến cái cuộc gọi là xen lẫn vào kết quả bầu cử này, trong đó có việc mà gửi mấy cái chat đòi tới nhiều tên như là Rudy Giuliani, như là Lindsey Graham, nghị sĩ liên bang ở South Carolina. Và những cái tay này đó đang tìm cách trì hoãn chống chế, nhưng mà các chuyên gia về luật pháp họ cho rằng là cuối cùng đó, những cái lập luận mà chống chế nó sẽ không có thành công được, tất cả những tay này phải ra hầu tòa để mà công khai coi coi là quý vị đã xen lấn như thế nào, quý vị đã đưa ra những cái điều nào mà nhằm với cái âm mưu muốn thay đổi kết quả bầu cử. Tuy nhiên nhiều người, nhiều chuyên gia thời cuộc đó thì họ cho rằng là cái điều quan trọng đó là có thể ủy ban này, ủy ban chọn lọc của Hạ viện điều tra đó, họ muốn nhắc cho mọi người thấy một lần nữa là những cái âm mưu mà gọi là thay đổi cái kết quả bầu cử, đảo ngược bầu cử đó, nó đã được khéo léo thực hiện do Trump và những tay nô tài, tuy rằng nó thất bại ở cái biến cố ngày 6 tháng Giêng đó, nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục được kéo dài dưới một hình thức khác. Đó là cái sự kiện đó là họ vẫn tiếp tục duy trì cái lời dối trá rằng là cuộc bầu cử 2020 nó có gian lận, cho nên họ cần phải đưa ra những cái chính sách, những đạo luật mới để ngăn chặn, bóp chẹt cái quyền bầu cử, nhân danh là giữ cho cái cuộc bầu cử đó, nó còn cái tính nghĩa là trong sáng, integrity. Đó là sự kiện chúng ta thấy đó, hiện nay đó có 100 ứng cử viên mà vẫn còn tin vào cái lập luận dối trá và của gian lận đó, ra ứng cử vào nhiều cái chức vụ ở cấp tiểu bang và cấp liên bang. Có khoảng là 200 cái dự luật khác nhau ở nhiều tiểu bang phe Cộng hòa nó đưa ra đó, mà nói rằng là vì cái cuộc bầu cử vừa qua nó có gian lận hoặc là nó có thể có gian lận, cho nên chúng tôi phải xét xiết lại những cái quyền gọi là đi bầu trong sắp tới. Thành ra rõ ràng đó, tất cả những cái điều này nó vẫn là một cái mối nguy, một cái mối nguy rất lớn cho cái tương lai của nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Chúng ta chỉ còn hy vọng rằng là cái việc làm của cái Ủy ban chọn lọc Hạ viện này, với sự tham dự của các dân biểu thuộc cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đó, nó sẽ đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi được để mà đánh bật những cái lời cáo buộc của Trump cho rằng là gian lận bầu cử, cũng như lật tẩy cho mọi người thấy rõ ràng có một cái conspiracy, một cái âm mưu của Trump là phá hoại cái cuộc bầu cử, cướp cái kết quả cuộc bầu cử này, và đừng cho bất cứ một tay nào có cái âm mưu thực hiện được cái điều đó. Và nếu như điều đó mà nó được duy trì thì may ra cái tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ đó, nó mới có cái cơ hội được đứng vững để mà không có bị đánh lung lay nữa. Xin trở lại với anh Nam ạ. Thưa quý vị, thấy cái chuyện rất là vui. Hồi xưa ta nghe những chuyện này chuyện nọ, nhưng bây giờ ngay trước mặt mình cái người mà steal the show, steal the election thì đổ tội cho người khác steal the election. Thì cái điều mà nãy Nguyễn Tuấn có nói, khi mà tôi nghe cái bản điều trần mà cô con gái rượu của ông Donald Trump, cô Ivanka Trump ra điều trần, khi cô nói là cô đồng ý với những điều ông William Barr nói. William Barr là bộ trưởng bộ tư pháp thời ông Trump. Mà ông William Barr nói cái gì? Là nói cuộc bầu cử không có gian lận. Và bộ trưởng bộ tư pháp thời kỳ ông Trump khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột là bầu cử không có gian lận. Và cô gái rượu của ông Donald Trump và cô Ivanka Trump á, cũng tán thành theo cái quan điểm của William Barr. Thì ngay cả tả hữu cận thần, ngay cô gái rượu cũng không công nhận điều ông Trump nói. Vậy thế giới này ai công nhận? Còn ai công nhận nữa, thưa quý vị? Cho nên mình nói công ngôn ngữ rất là bình dân, là cái mặt nạ mà ông đeo suốt cả mười mấy tháng nay đó đã bị rớt xuống. Bản chất
ông đang steal the show, ông muốn đánh cắp cuộc bầu cử. Và của những cuộc phiên tòa sắp tới cho thấy đó, là ông Trump thực sự đã đánh cắp cuộc bầu cử như thế nào và cái giá phải trả sẽ như thế nào. Chúng ta thấy một loạt các phiên tòa từ New York, một loạt phiên tòa từ Georgia, một mà ngay cả ông trưởng ban bầu cử tại tiểu bang Arizona, phải không anh? Ông không phải trưởng ban bầu cử mà ông này là chủ tịch hạ viện của Arizona theo phe Cộng hòa là ông Rusty Bowers. Ông bảo rằng là ông Giuliani nói là có 8.000 người bầu cử gian lận. Ông nói là cho tôi xin chi tiết đi, đến giờ này đó không phải là 8.000 người mà không có một người nào hết. Thì thú vị khi mà tôi quên đang quên cái tên của ông, nhưng mà khi tôi nhìn ông điều trần tại ủy ban mà điều trần 6 tháng giêng đó, thì ông đã nói trong cái xúc động ông bị sức ép thế nào và ông thân phải nói như thế nào. Mặc dù ông có thiện cảm là nếu ông Trump đơn cử ông sẽ bầu tiếp, nhưng sự thật đâu là sự thật đó. Ông đang lật đẩy toàn bộ những cái việc dối trá của truy tố được của bầu cử bị gian lận. Tôi thấy ai nói, những người Cộng hòa nói, chứ phải ai nói, những người cẩn thận ông ta nói, ai nói, con cái ông ta nói. Chỉ có người bên ông ta là một số quý vị. Điều đó có đáng tiếc. Nhưng mà đến lúc chúng ta tin rằng dù có thương ông ta cách mấy chăng được, sự thật vẫn là sự thật, thưa quý vị. Thì cảm ơn cho anh Mai Loan, Nguyễn Tuấn đã đưa ra một số vấn đề rất là một lần nữa, không phải là lần đầu tiên, một lần nữa giống như cái đinh đã được đóng, đồng nữa đóng chặt vô hơn trong bức tường. Sự thật vẫn là sự thật, thưa quý vị. Và tôi cho rằng cái tính vĩ đại của lịch sử này, nãy tôi có dùng 300 năm sau con cháu mình nó học, nó chuyện nó xảy ra vào cái thời kỳ ông cố, ông tiên, ông sư, ông tổ gì đó, ông Nguyễn Xuân Nam, ông Mai Loan, Nguyễn Tuấn còn đang sống, thì con cháu nó học đây là một cuộc đấu vỡ da của nền dân chủ Mỹ. Nó càng chúng ta what happened, chúng ta xưa này cái gì xảy ra nếu như ông Trump thành công trong đợt lật đổ vừa qua, nguyên vọng của cử tri, đa số cử tri Mỹ bị vứt vào sọt rác, nền dân chủ Mỹ bị vứt vào sọt rác, cái gian lận được chiến thắng, thì quý vị có cho đó là vĩ đại nước Mỹ không? Mà hay là chúng ta thấy là cuộc đấu tranh rất là gay go gay cấn để chống làm cựu tổng thống và một tập đoàn kinh hoàng như vậy đã trải qua gần 2 năm nay quằn quại đau đớn để đấu tranh cho nền dân chủ, nếu nó chiến thắng thì cái sự vĩ đại nước Mỹ nó như thế nào. Trong cái nhìn của Nguyễn Xuân Nam thì cho rằng đây là lần thứ hai vĩ đại trong giai đoạn của Jefferson, của Washington, của vị tổng thống tiền nhiệm, tiền bối khai sinh đất nước này. Thì đây là một giai đoạn mà người dân Mỹ đang chứng tỏ sự vĩ đại của nền dân chủ của mình, không chấp nhận cái dối trá chiến thắng và giữ nền dân chủ này. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cực kỳ đẹp đẽ và hy vọng mọi quý vị cùng chúng tôi góp một viên cát, một viên gạch nhỏ trong cái tòa nhà dân chủ nước Mỹ mà chúng ta đang thừa hưởng. Và chúng ta sẽ trao lại cho con cháu mình, chúng ta thừa hưởng cái mình không? Tôi không phải chết, anh Mai Loan, Nguyễn Tuấn chết, nhưng mà con cháu mình sẽ tiếp tục sống. Chúng ta sẽ trao lại cái ngôi nhà dân chủ này cho con cháu mình như nào. Và khi mình nhắm mắt, mình sẽ hãnh diện rằng cái thời của ba cũng có một chiến bảo vệ dân chủ như vậy. Và ba đã làm tròn tất cả sứ mệnh của mình. Thưa quý vị, chúc quý vị là những người như thế, cùng như thế. Và vỗ tay cho những bạn bè chúng ta cùng như thế. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đóng góp một viên gạch vào nền dân chủ. Và có lẽ câu chuyện cũng dài, chúng ta tạm dừng đây, thưa anh Mai Loan, anh Nguyễn Tuấn nha. Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái diễn biến thời sự, đặc biệt là cái cuộc phiên điều trần thứ 8 vào tuần sắp tới, và chúng ta sẽ trở lại để mà phân tích những cái điểm nổi bật. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào quý vị cũng như là kính chào anh Nguyễn Xuân Nam ạ. Mời quý vị có thể tặng cho Mai Loan, Nguyễn Tuấn một trái tim và một cái like
và một cái subscriber để mà cảm ơn bạn Nguyễn Tuấn đã dành thời gian và gửi đến quý vị những tin tức thật là thú vị. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Xin kính chào.